Lục địa kiện tiên tập 306, Sơn Minh Ngư Phạm Viễn, tập 307, Vạn Nam Rùa Tủy Phụ Trí Tôn, tập 308, Tân Vương Chiếu Đảm Kính, tập 309, Nhân Đồ Bạch Khởi, tập 310, Tiên Cung Cửa Lớn Thuyết Minh tại kênh Youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong bí cảnh quỳ dị này, chúng vẫn có chút giá trị lợi dụng, chí ít có thể giống như trước đó, để bọn hắn đi thử các loại cơ quan. Những tử sĩ tề vương phủ kia chấn động, cảm giác bên tai giống như trường lớn gõ vang cảm giác linh hồn rung động để bọn hắn giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại. Phát sinh cái gì? Ta nhớ vừa rồi ta sắp thành tiên. A, à, sao hồ này biến thành màu đen? Ngọa tào, đây là thứ quái quỷ gì? Rất nhiều người chú ý tới trong tay cầm từng trái cây tương tự đầu lâu, dọa đến vội vàng ném sang một bên. Trên đời có sự tình gì đáng sợ hơn cầm một trái cây giống như đầu lâu, vậy cầm nửa trái thì sao? Hà Lệ nhìn nửa trái cây đầu lâu ở trong tay, phía trên có dấu răng quen mắt, hắn nhất thời cảm thấy buồn nôn, vội vàng nôn mửa đáng tiếc lúc này hắn lại không có nôn ra đồ và gì âm thanh của triệu duệ trí vang lên vừa rồi chúng ta trúng ảo giác trước đó nhìn thấy giao chỉ và bàn đào đều là giả ta đã cứu bọn ngươi không có việc gì đa tạ hoàng thượng đám võ sĩ cảm động đến rơi nước mắt đồng thời không ngừng chửi mắng những nguyễn cảnh kia quá thất đức vẻ mặt của hà lệ lại đưa đám lấy tu vi của hắn đã nội thị tra xét phát hiện trong thân thể có một bông hoa xấu xí chỉ là tạm thời bị một vệt kim quang ngăn chặn không cách nào tiếp tục sinh trường đạo kim quang kia hẳn là thủ đoạn của hoàng đế nhưng hắn rõ ràng dạng trấn áp này chỉ là tạm thời trở qua một thời gian ngắn hiệu quả của kim quang yếu bớt hoa đầu lâu lại sẽ sinh trưởng hắn nỗ lực bức bông hoa cổ quái kia ra đáng tiếc vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng không thể làm được giống như hoa kia đã cùng huyết nhục của hắn hòa làm một thể trừ khi hắn không muốn thân thể này bằng không căn bản không có cách khâu trục trong nháy mắt hắn rõ ràng dự định của hoàng đế nhưng lại không dám đâm thùng vẻ mặt đưa đám nhìn những đồng bạn kia hưng phấn có lúc vô tri thật là một loại hạnh phúc. lúc này triệu duệ trí đi tới bên hồ, lạnh lùng đè xuống một trường, không chung nhất thời xuất hiện một bàn tay màu vàng óng, hồ nước sôi trào, bị bàn tay màu vàng óng đánh bốc hơi hầu như không còn, lộ ra cảnh tượng ở dưới đáy hồ, chỉ thấy phía dưới chất đầy hài cốt, có người, cũng có các loại hung thú, một vài đầu lâu còn toát ra nụ cười vừa thỏa mãn vừa thống khổ, giống như những tử sĩ tể phương phủ trước đó biểu hiện. mọi người nhìn mà sau lưng phát lạnh, ngay cả triệu duệ trí cũng không ngoại lệ vừa rồi nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp quay đầu nói không chừng chờ thời điểm phát hiện bông hoa cổ quái kia đã phát triển ở trong cơ thể hắn muốn tiêu diệt đối phương sẽ rất khó khăn thần niệm của hắn vội vàng tàn ra mảnh nhíu lại ngay bình thường thần niệm của hắn buông ra có thể bao phủ toàn bộ kinh thành nhưng hôm nay chỉ có thể kéo dài đến phương viên mấy chục trượng hiển nhiên là bị quy tắc đặc thù áp chế tiếp tục thăm dò thần niệm của triệu duệ trí tra tìm một phen không cảm giác được có sinh vật thần bí gì tồn tại ở phụ cận liền tạm thời từ bỏ dự định tiếp tục tra tìm việc cấp bách là đi lên ngọn tiên sơn kia. Bên kia có cung điện to lớn, xem xét liền biết là tâm ba tòa tiên sơn này, nếu có bí bảo gì, hơn phân nửa sẽ ở trên này. Bất quá trải qua sự tình ở đây, tâm tình dâng trào trước đó nhất thời bịt kín một tầng bóng ma, nhìn bộ dạng nơi này chưa chắc có trường sinh bất lão dù gì. Sớm biết như thế, vừa rồi nên giết tổ an trước. Trong lòng hắn dâng lên tà hỏa, đều trách những cây đào cổ quái kia. Tay áo của hắn phất một cái, kim quang bắn ra, rừng đào cổ quái cháy hừng hực, bên trong không ngừng hiện lên các loại mặt quỷ kêu thảm làm sắc mặt mọi người trắng bệch rừng đào kia nhìn rất rậm rạp nhưng triệu duệ trí ôm hận xuất thủ cơ hồ là trong nháy mắt cả rừng đào đã hóa thành cho tàn triệu duệ trí hử lạnh trực tiếp quay người đuổi theo phương hướng tổ an trốn người tề vương phủ vội vàng theo sao bất quá cũng không lâu lắm đoàn người dừng bước cảnh sắc xanh um tươi tốt trước đó nhất thời biến mất không thấy gì nữa thay vào là sa mạc mênh mông bát ngát chẳng lẽ lại là ảo giác hà lệ nuốt nước, nước miếng hỏi triệu duệ trí lắc đầu vừa rồi nguyên tố không gian có chút ba động chắc hẳn không gian nơi này vừa biến hóa qua xuất hiện ở trước mặt chúng ta không phải huyễn cảnh gì mà là sa mạc chân chính hắn nhíu mày nếu như thế mà nói hắn và tòa an bước vào thậm chí không phải cùng một không gian mình muốn đuổi giết sẽ có chút phiền phức vẫn là tới cung điện kia trước rồi nói sau. triệu duệ trí quyết định dù sao đã lên đảo tổ an không cách nào trốn được chờ mình cha rõ ràng cầm bí bảo truyền thừa xong lại chậm rãi tìm tập chủng kia tính sổ sách hắt gì một bên khác Tổ An xoa xoa cái mũi, nhất định là có mỹ nữ đang nhớ ta. Mỹ Ly trợn mắt, chỉ sợ là muốn người chết à? Tổ An cười ngượng ngùng, không thể không nói thật có loại khả năng này. Dù sao vừa rồi thỉnh thoảng thu được một đợt điểm nộ khí của hoàng đế. À, phía trước tựa hồ có quái miếu. Lúc này thanh âm của Bích Linh lung truyền đến. Tổ An ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài một trăm trượng có một ngôi miếu rất lớn, nhưng hình dáng ngôi miếu cực kỳ quỷ dị, không giống bất luận miếu thờ gì trước đó hắn gặp qua, không có thần thánh và trang nghiêm ngược lại như quái thú yên tĩnh ngục ở chỗ này vậy cái miếu này nhìn giống như một quái ngư vậy bích linh lung quan sát một hồi nhịn không được nói nhưng trên đời nào có cá lớn như vậy vẫn có tỉ như cá voi chẳng hạn tổ an nhìn miếu thờ cổ quái cảm giác so với cá voi xanh kiếp trước thì còn lớn hơn một đoạn à chẳng lẽ đây là thanh âm nghi hoặc của mỹ ly truyền đến tổ an vội vàng nói hoàng hậu sư phụ ngươi làm sao nhiễm mau bệnh nói chuyện nói một nửa rồi ra chẳng lẽ cái gì mỹ ly lắc đầu trước đi qua nhìn một chút nghiệm chứng có phải cái ta phán đoán hay không tổ an còn muốn hỏi lại đúng lúc này bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của bích linh lung chỉ thấy bên chân nàng đột nhiên chui ra một cánh tay giống như cương thi nắm chắc mắt cá chân của nàng bích linh lung dù sao cũng là lục phẩm sau khi kinh hô lập tức vùng kiếm chặt đứt nhưng gần như đồng thời trên mặt đất lại toát ra càng nhiều cánh tay nắm lấy chân nàng hơn nữa mặt đất biến thành lầy lội không chịu nổi giống như đầm lầy trọng tâm của nàng bất ổn sắp té lăn trên đất may mắn tổ an tay mắt lanh lẹ một tay đỡ lấy nàng sau đó chặt đứt những cánh tay kia mang theo nàng nhảy ra sau mấy trượng lần nữa trở lại nơi kiên cố vừa rồi đến tổ cùng là cái gì bích linh lung lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên kia chỉ thấy mảng lớn đất đai biến thành lầy lội nguyên lai like đây căn bản không phải mặt đất kiên cố mà là một đầm lầy trong đầm lầy có vô số cánh tay vươn ra vô đoạn trong không khí phảng phất như muốn kéo hết thầy sinh linh đi ngang qua vào trong vực sâu thấy cảnh này sắc mặt nàng trắng bệch nữ hài trời sinh có một loại cảm giác sợ hãi với những thứ này không biết nhìn giống như sinh vật tử linh tổ an trầm giọng nói bích linh lung vừa muốn nói gì bỗng nhiên nhớ mày có chút thống khổ cúi người ôm bắp chân mồ hôi lạnh chảy dòng tổ an ngồi xổm xuống kéo váy của nàng lên chỉ thấy trên bàn chân bóng loáng trắng nõn xuất hiện mấy thủ ấn trái đen vốn váy bị một nam tử vén lên bích linh lung đang có chút quẫn bách nhưng nhìn thấy những thủ ấn màu đen thì biến sắc đây là oán khí giữa thiên địa biến thành những oán khí này sẽ thôn vệ sinh linh dù chỉ đụng vào cũng sẽ sinh ra thương tổn lớn lao với thân thể tổ an thuật lại lời nói của mị ly một lần a à, vậy chúng ta làm sao vượt qua bên kia sắc mặt của bích linh lung tái nhợt khu vực đầm lầy này vốn rất khó thông hành huống chi phía dưới còn có nhiều oán linh như vậy nàng không quá lo lắng nhưng ấn ký trên người chúng đầu còn không quá sâu nàng vẫn chịu được mấu chốt là không thể tiến lên bọn họ cũng không cách nào lui lại vạn nhất hoàng đế đuổi theo hai người chỉ có một con đường chết có điều nàng không nghĩ đến đám người triệu duệ trí đã đi một con đường khác hơn nữa giờ phút này cũng gặp phiền toái cực kỳ to lớn trước đó bọn họ nhìn thấy sa mạc nhưng triệu duệ trí không chút do dự mang theo đại bộ đội đi vào trong sa mạc lớn như vậy đối với người bình thường mà nói có lẽ là cấm khu nhưng đối với tu sĩ bọn hắn lại tính là gì bất quá theo bọn hắn vào sa mạc phiền phức liền đến chỉ thấy thanh âm sồ sột xoạt xoạt truyền soạt đến mới đầu chỉ đứt quãng mọi người không để bụng nhưng càng về sau thanh âm này càng lúc càng lớn hơn nữa rất nhiều là từ dưới chân bọn hắn vang lên Hà Lệ vốn bởi vì trong cơ thể có bông hoa cổ quái tâm phiền ý loạn, thấy thế dứt khoát vỗ lên mặt đất một trường. Những âm thanh này nhất thời nhẹ đi, có tử sĩ tể vương phủ đào hạt cát, phát hiện bên trong có rất nhiều bọ cạp màu đen bị đánh chết. Từng người lấy lòng khen Hà Lệ mạnh mẽ, triệu duệ trí lại nhíu mày, chăm chú nhìn những bọ cạp kia. Những bọ cạp này không giống bất luận một loại bọ cạp nào ở thế gian, hình thể lớn hơn bọ cạp bình thường 3-4 lần, đồng thời toàn thân màu đen, đen đến tỏa sáng. Một chốc lát này những thi thể bò cạp đen kia bỗng nhiên hóa thành từng làn khói tán đi võ sĩ của tề vương phủ sừng sốt tình huống gì thế này cẩn thận bỗng nhiên triệu duệ trí biến sắc bởi vì xung quanh truyền đến thanh âm sổ sổ xoạt xoạt càng lớn hạt cát không ngừng lật qua lật lại như có đồ vật gì bơi lội ở bên trong người tề vương phủ vội vàng rút vũ khí đề phòng hiển nhiên tất cả mọi người rất kiên kỵ ngay sau đó hạt cát ở xung quanh bắt đầu phun ra chất trồng lên hình thành từng cồn cát giống như tổ mối, sau đó phóc một tiếng vô số bò cạp đen chui ra điên cuồng lao về phía mọi người chúng võ sĩ của tề vương phục kinh hãi vội vàng khu binh khí phòng thủ đồng thời các loại nguyên tố kích xạ vốn lấy năng lực của bọn họ đối phó bởi bọ cạp không có vấn đề gì nhưng những bọ cạp này quá cổ quái tựa hồ có thể miễn dịch rất nhiều nguyên tố công kích lại thêm vô cùng vô tận rất nhanh đã có người bị bọ cạp đốt thương sau đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết cả người lan qua lan lại những người này đều là tử sĩ được tuyển chọn tỉ mỉ đau đớn bình thường bọn họ căn bản sẽ không nhíu mày bây giờ kêu thê thảm như vậy có thể nghĩ những bỏ cặp đen kia đốt đau như thế nào triệu duệ trí hử lạnh một cỗ ánh sáng màu vàng lấy hắn làm tâm điểm tứ tán những bỏ cặp đen kia tiếp xúc đến ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa xung quanh vô số bỏ cặp đen trong nháy mắt lại bị giết sạch sẽ hà lệ trường to mắt nghĩ thầm mỗi lần hoàng đế lợi hại đều có thể đổi mới tưởng tượng của hắn nếu ta là nữ nhân nói không chừng sẽ yêu mến hắn thái tử phi bị bệnh sao vậy mà theo một tiểu bạch kiểm chạy triệu duệ trí lạnh nhạt nói chị thương cho bọn hắn sau đó tiếp tục lên đường hắn phản ứng đầu tiên là bỏ người thụ thương lại nơi này miễn cho vướng víu bất quá thân là một thượng vị giả hắn hiểu được nếu như quân tâm tán mang những người này sẽ không có ý nghĩa gì trước đó ở phù đảo để những người này thí nghiệm chết không ít quân tâm đã có chút lưu động nếu như lại tới một lần nữa quân tâm nhất định chơi xong cho nên phải thích hợp dùng một số thủ đoạn lôi kéo nghe hắn nói hà lệ lập tức lấy lại tinh thần thân là cao thủ cửu phẩm trên người tự nhiên có thuốc trị thương, ngày bình thường căn bản không nỡ cho người khác dùng, nhưng bây giờ hoàng đế mở miệng, hắn chỉ có thể ủy khuất lấy ra cứu chữa cho người bị thương. Hừ, ta thu hồi suy nghĩ vừa rồi, gia hỏa này chỉ biết nghiền ép chúng ta, khó trách nữ nhân sẽ theo người khác chạy. Đám người tiếp tục đi, hoàng đế mấy lần xuất thủ chấn áp bò cạp đen, nhưng đằng sau bò cạp càng ngày càng nhiều, năng lực tựa hồ càng ngày càng mạnh, để hắn cũng có chút áp lực. Những bò cạp đen này hẳn là do oán linh biến thành, dựa vào phiến thiên địa này tồn tại, trừ khi phá hư phiến thiên địa này bằng không vĩnh viễn sẽ giết không chết triệu duệ trí trong mày có điều rất nhanh tâm tình của hắn lại vui vẻ hừ ngay cả ta cũng đau đầu như vậy chắc hẳn tạp chủng tổ an kia khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ hắt gì một bên khác tổ an nhịn không được lại hắt hơi đến cùng là ai nghĩ đến ta Người sao thế sinh bệnh sao bích linh lung lo lắng tu sĩ bình thường đến cảnh giới nhất định rất ít sinh bệnh một khi sinh bệnh thì mang ý nghĩa rất nghiêm trọng không có việc gì tổ an lắc đầu sau đó đưa tay vuốt mắt cá chân của nàng, bắt tay sờ vào bóng loáng non mịn, không hổ là thái tử phi sống an nhàn sung sướng nhiều năm. Cảm nhận được nhiệt lực trong lòng bàn tay hắn, Bích Linh lung hơi đỏ mặt, sao hắn lại ở thời điểm này sờ mình, ta đến cùng là cực tuyệt, hay giả bộ không biết đây. Thời điểm nàng đang xoắn suýt, bỗng nhiên trên mắt cá chân có dòng nước ấm phất qua, cảm giác nhói nhói nhất thời biến mất sạch sẽ, thậm chí ngay cả thủ ấn cũng không còn. Người làm sao làm được? Bích Linh lung vừa mừng vừa sợ, thế mới biết mình nghĩ lầm. Tổ An cười cười, không có trả lời chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục đi thôi nói xong kéo nàng đi qua đầm lầy bích linh lung sợ hãi những oán linh kia nàng còn chưa nói xong liền sửng sốt bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện những cánh tay oán linh kia vốn muốn xông lại bắt hai người nhưng không biết vì sao bỗng nhiên tất cả đều hoảng sợ thu tay về cách hai người xa xa cùng lúc đó tổ an mỗi bước ra một bước dưới chân phương viên mấy mét đầm lầy sẽ bị đông cứng phảng phất như đạp ở trên mặt đất đây là tuyết hoa thần kiếm nhưng chưa nghe qua tuyết hoa thần kiếm còn có công hiệu khu trục oán linh bích linh lung mờ mịt tổ an nhẹ nhàng thoải mái bao nhiêu lần tiến vào bí cảnh đối phó những tử linh này hắn sớm đã xe nhẹ đường quen tu luyện hồng mông nguyên thủy kinh đến tầng thứ hai đã có thể khắc chế hết thảy âm tà bây giờ hắn đã là tầng thứ ba đại viên mãn oán linh dưới đầm lầy cảm nhận được uy hiếp tự nhiên sẽ nuôi càng xa càng tốt rất nhanh hai người vượt qua đầm lầy đi tới trước miếu miếu này đã rất rách nát trên cửa không có bảng hiệu thậm chí ngay cả cửa cũng thiếu một cánh một cánh khác khép hờ, phía trên phủ đầy mạng nhện, nhiều tùy thời sẽ ngã sập. Hai bên cửa lớn mơ mơ hồ hồ khắc hai hàng chữ, mị ly đọc, sân minh ngư phạm viễn, nhật chính thận lâu không, ai, quả nhiên là hắn. Hắn, tổ an sững sờ, hắn là ai, nam hay nữ, không biết vì sao, mị ly thổn thức nhắc tới người khác, nếu là nữ nhân còn dễ nói, là nam nhân mà nói, sẽ khiến người ta có chút khó chịu. À, vì sao ta sẽ có tâm thái như vậy? Mị ly không biết ý nghĩ của hắn, bằng không đoán chừng đã cầm đồ vật nện hắn một trận ngươi nghe qua từ phúc chưa là từ phúc mang ba nghìn đồng nam đồng nữ ra biển tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão cho tần thủy hoàng tổ an cười cười muốn không nghe qua hắn cũng có chút khó không sai chính là hắn bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim mỹ linh nhìn hai hàng chữ kia hai câu này là từ phúc viết trước đó nhìn ngoại hình của miếu ta đã có suy đoán bây giờ triệt để nghiệm chứng sau khi doanh chính thống nhất thiên hạ trên đời đã tìm không thấy đối thủ lòng dạ của hắn cao bậc nào từ xưng công che tam hoàng ngũ đế tự nhiên không cam tâm giống như những đế vương kia cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng thế là bắt đầu truy cầu trường sinh bất lão tin tức truyền ra dẫn tới vô số thuật sĩ khá nổi danh là lô sinh hàn tận tử phúc hầu sinh nhưng nổi danh nhất tự nhiên chính là tử phúc thủy hoàng năm thứ 28, mươi tử phúc trình tấu nói trong biển có ba tiên sơn là bồng lai phương trượng doanh châu thần tiên hay ở lại sau đó doanh chính phái hắn xuất lĩnh mấy ngàn đồng nam đồng nữ cùng với ba năm lương thực, quần áo, dược phẩm, vào biển cầu tiên, hao tổn của cải to lớn, nhưng từ phúc ra biển mấy năm, lại không tìm được thần Sơn. Thủy Hoàng năm thứ 37, Xuân Chính Đông Tuần đến Lang Nha, từ phúc thoái thác nói ra biển gặp phải quái ngư to lớn ngăn cản, không cách nào đi xa, yêu cầu tăng cường cao thủ đối phó quái ngư, Xuân Chính đáp ứng, điều động cao thủ trong cùng đánh giết quái ngư kia. Nói đến đây Mỹ Ly nhìn ngôi miếu trước mắt, nếu ta không đoán sai, ngôi miếu này là dùng xương của quái kia xây dựng lên. Tổ an kinh ngạc, một ngôi miếu lớn như vậy lại là một bộ xương cá, con cá kia đến cùng lớn bao nhiêu. Bị Ly trợn mắt, làm cho từ phúc lúc trước được doanh chính cực kỳ tin tưởng bị ngăn cản, đồng thời phái vô số cao thủ đi đánh giết, người cảm thấy quái ngư bình thường có thể làm được sao, thật tính toán ra, thực lực của con quái ngư kia không thua đại tông sư, thậm chí còn hơn. Đại tông sư, tổ an nhịn không được nuốt nước, nước miếng, một quái ngư thực lực đại tông sư, này hiển nhiên là bá chủ một vùng biển, nó chọc ai gây ai à, thật là họa từ trên trời rơi xuống ai bảo nó ngăn cản con đường cầu tiên của doanh chính thi thể của con quái ngư kia được trở về doanh chính còn tự mình đi xem nhưng phía sau liền không có ghi chép tương quan không nghĩ tới xương cá được để ở chỗ này vậy sau đó thì sao từ phúc tìm được thuốc trường sinh bất lão không tổ an nhịn không được hỏi tuy sự tình tương quan hắn nghe nhiều nên thuộc nhưng lịch sử ở thời không này không phải đoạn lịch sử mình biết càng giống như tần triều bàn thần thoại cho nên hắn không xác định đằng sau phát triển có giống mình biết không sau khi giết quái ngư cường đại từ phúc lại lần nữa ra biển Bất quá sự tình về sao ta cũng không biết, bởi vì không lâu sau ta cũng bị phong ấn. Mị Ly tự diễu cười một tiếng. Bất quá hắn hẳn không tìm tới thuốc trường sinh bất lão, bằng không tần triều làm sao có thể diệt vong. Tội an như mày, không đúng, vừa rồi ngươi nói thủy hoàng năm thứ 28 phái từ phúc đi cầu tiên, năm thứ 37 quái ngư bị đánh giết, những chuyện này ngươi đều biết. Khi đó tần thủy hoàng đã đăng cơ 37 năm, tính xuống chí ít năm mươi mấy tuổi, ngươi lại là hoàng hậu của dân chính. Ngô, khi đó ngươi bao nhiêu tuổi? hắn nhớ thời điểm mình giải phong ấn cho mị ly nàng rõ ràng chỉ là thiếu nữ tuy tu sĩ có thuật chú nhan nhưng trên mặt nàng hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết năm tháng thực rất khó liên hệ nàng và lão thái bà mị ly hư một tiếng nghe ngóng tuổi tác của nữ nhân không phải hành vi lễ phép tổ an cười ngượng chủ yếu là chúng ta quen như vậy còn có cái gì không thể nói sao ta không phải vợ cả của hắn giải thích một câu mị ly hơi không kiên nhẫn mặc kệ lúc trước ta là mười tám hay tám mươi hiện tại lão nương đã tám nghìn tám trăm tám mươi tám tuổi làm tổ nãi nãi của ngươi cũng dư xài, hừ, tổ an. Hắn chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình, sự tình giới tu hành, không thể cầm khái niệm tuổi tác trước kia đến phán đoán, những tiên nữ trong thần thoại, thật tính toán tuổi tác, ai không hơn vào triệu tuổi, ân, tính ra mị ly còn rất trẻ nha. Đúng lúc này, bên tai truyền đến thanh âm của bích linh lung, a à, tổ, ngươi đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó, tổ an lấy lại tinh thần, không có, không có gì. Linh hồn giao lưu tốc độ cực nhanh, tuy trong đầu cùng mị ly nói nhiều như vậy nhưng trong thế giới hiện thực đối với người khác mà nói thời gian chỉ là sát na người mau đến xem những pho tượng này là cái gì lúc này bích linh lung chỉ vào hai hàng pho tượng đen xì phía trước thanh âm có chút run rẩy nơi này quá quỷ dị bởi vì trong điều ánh sáng ảm đạm tổ an trực tiếp thi triển hỏa diễm đao nhen nhóm bó đuốc không nghĩ tới cách lâu như vậy còn có thể đốt được rất nhanh trong miếu vừng sáng hai người cũng thấy rõ tình hình hai bên trái phải tổng cộng có tám bức tượng từng cái không phải mỏ nhọn mặt khỉ thì chính là khuôn mặt dữ tợn hung ác. Tựa hồ nơi này thờ phụng rất nhiều tà thần. Bích Linh luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, vô ý thức dựa dựa người Tổ An, mặc kệ là ngoại hình của ngôi miếu này hay một đường tao ngộ, lại thêm những pho tượng này bộ dáng hung ác, đều không thể để cho nàng nghĩ đến đồ vật lương thiện. Mị Ly cười nhạo, "Vô tri, những thứ này là lơ công tướng quân, điện mẫu nương nương, phong thần, vũ thần, dạ xoa, nào phải tà thần gì?" Tổ An hơi nghi hoặc, tại sao trong miếu lại cung phụng những tượng thần này? hẳn là bọn người từ phúc quanh nam ra biển trên biển nhiều bão lôi điện biển động cung phụng những thứ này là vì cầu đi đường bình an mỹ ly giải thích tổ an âm thầm gật đầu tuy tu sĩ ở thế giới này năng lực lợi hại hơn kiếp trước nhiều nhưng thiên địa chi uy cũng lớn hơn nhiều nhiều khi ngay cả tu sĩ cường đại cũng không thể kháng cự chỉ có thể xây miếu cầu nguyện vậy chủ vị hẳn là cung phụng hải thần mỹ ly lướt về phía trước ở đó thật có một pho tượng bất quá sau khi thấy rõ diện mạo nàng lại nhất thời ngần ngơ tổ an thì nhân cơ hội chấn an bích linh lung vài câu mang theo nàng tới trước chủ vị chỉ thấy đó là một pho tượng to lớn bệ là một con thạch quy so với những lôi công dạ xoa dung mạo của pho tượng này thân thiện hơn nhiều nhìn bộ dáng giống như một nhân loại thậm chí còn có mấy phần tiên phong đạo cốt bất quá tổ an nhịn không được cao mày hắn luôn cảm thấy pho tượng kia có một loại quái dị không hiểu nói như thế nào đây là thân thể cực kỳ uy mãnh trên lý luận hẳn là loại phong cách ngoại hình hung hãn mới đúng vì sao đầu hết lần này tới lần khác là loại này hai loại phong cách không quá phù hợp. À, tựa hồ cái bệ này có khác chữ. Bích Linh lưu nhíu mày, nàng tự phụ học thức nguyên bác, nhưng giờ phút này lại không biết chữ phía trên. Tổ An nhận ra những thứ này là tiểu triện, nhiều lần vào bí cảnh, để hắn không sai biệt lắm học được kiểu chữ này, trà trà cho bụi ở mặt ngoài, thì thầm, ngàn năm xương cá làm lưng khung, vạn năm rùa tủy phụ trí tôn. Đúng lúc này, Mị Ly hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Tổ An kinh ngạc, trưng cầu nhìn về phía nàng, không biết vì sao đột nhiên nàng phát hỏa lớn như vậy. Mị Ly chỉ vào pho tượng kia nói, người có biết hắn là ai không? Không phải hải thần sao? Tổ An sững sờ. Vốn là hải thần, nhưng dung mạo của pho tượng kia lại là một người khác. Thanh âm của Mị Ly có chút lạnh. Từ phúc, người có tài đức gì cũng dám xưng trí tôn. Mị Ly vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng thanh âm nghẹn ngào, dường như có đồ vật gì đang kêu gọi. Tổ An biến sắc, vội vàng đến bên cửa sổ tra xét, chỉ thấy bên ngoài cỏ dại rậm rạp, cây cỏ cao bằng cả người theo gió không ngừng lúc lắc, bên cửa sổ rách dưới, một vài tấm ván gỗ bị gió thổi đến rì rào rung động a à tổ ta có chức lạnh sắc mặt của bích linh lung tái nhợt vô ý thức nắm lấy tay hắn cảm giác được tay nàng rét lạnh tổ an an ủi không cần phải lo lắng hẳn là hàn phong lại thêm miếu này cấu tạo đặc biệt khắp nơi tồn tại lỗ hồng gió thổi qua sẽ phát ra tiếng quỷ khóc bích linh lung ân một tiếng dựa vào người hắn không nói thêm gì nữa tổ an thì hỏi thăm mị ly hoàng hậu sư phụ cái này không hợp lý theo lý thuyết nơi này hẳn là tần vương xây lấy tính tình trên trời dưới đất duy ta độc tôn kia của hắn làm sao có thể cho từ phúc lập tượng còn khắc văn tự kiêu ngạo như vậy chẳng lẽ miếu này là từ phúc xây mị ly cao mày doanh chính xác thực không có khả năng cho người khác tạo pho tượng như vậy còn từ phúc nơi này là tổ địa của các đời tần vương hắn làm sao có cơ hội tới xây điều này cũng đúng tổ an gật đầu bất quá vấn đề đến đã không thể nào là tần vương xây cũng không phải từ phúc xây vậy ai xây đây hai người đều rơi vào trầm tư đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô của bích linh lung không muốn tổ an giật mình ngươi làm sao vậy lúc này hắn mới phát hiện đối phương lại tựa ở trong ngực hắn ngủ xem ra hẳn là do nguyên khí hao tổn quá lớn lại thêm trong khoảng thời gian này tinh thần một mực khẩn trương dẫn đến tổ an cũng không đánh thức nàng để nàng ngủ thoải mái hơn liền ôm nàng ngồi xuống ở dưới ụ đất bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng an ủi cảm nhận được thân thể nàng thỉnh thoảng run rẩy cũng không biết nàng đang mơ ác mộng gì hắn đang muốn tiếp tục trao đổi với mị ly thanh âm của bích linh lung lại vang lên lần nữa đau giờ phút này thanh âm của nàng không có lão luyện và cao ngạo như ngày bình thường thay vào đó là một loại yếu đuối và bất lực tổ an gọi nàng vài tiếng nàng hoàn toàn không có thanh tình bàn tay nhẹ nhàng dán lên lưng nàng nguyên khí ấm áp không ngừng đưa vào trong cơ thể như vậy có thể tầm bổ thân thể nàng hy vọng loại ấm áp này có thể giúp nàng xua tan ác mộng cách không bao lâu bỗng nhiên bích linh lung mang theo tiếng khóc nức nở nói đau nhẹ chút a à, tổ ta vẫn còn tổ an Mị Ly xoay đầu lại, cười như không cười nói, nữ nhân này ở trong mộng tựa hồ đang cùng ngươi làm chuyện gì đó. Tổ An còn chưa kịp trả lời, Bích Linh Lung đã từ từ mở mắt, nhìn Tổ An đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó con người Mỹ lệ sắp chảy ra nước. Nàng không ngừng ở trong ngực Tổ An vặn vẹo thân thể, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Tổ An, sau đó chậm rãi rời xuống dưới, một đường phất qua cổ hán, lồng ngực. Nữ nhân này phát xuân. Mị Ly hừ một tiếng, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, một bộ chuyên tâm xem xét cổ miếu lười nhìn bọn hắn làm sự tình lung ta lung tung cảm nhận được thân thể trong ngực co giãn kinh người tổ an chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô vội vàng chuyển di lực chú ý hỏi ngươi tỉnh rồi bích linh lung ân một tiếng thanh âm mềm mại đáng yêu vừa rồi ngươi ở trong mơ làm như thế với người ta còn không biết xấu hổ hỏi ta tổ an sự tình trong giấc mộng liên quan gì tới ta bất quá không thể không nói nữ nhân trời sinh chính là yêu tinh giống bích linh lung loại ngày thường nghiêm túc kết quả một khi dụ hoặc sẽ tự nhiên thiên thành như vậy mắt to ngập nước, thân thể co giãn tràn ngập nhiệt ý, thanh âm mềm mại đáng yêu, dường như tất cả đều đang mời gọi. Vốn Tổ An vừa dùng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh thối luyện thân thể ba lần, bây giờ dương khí trong cơ thể đã đạt đến đỉnh phong, bị nàng dẫn dụ như thế, toàn thân lập tức cứng ngắc, cảm nhận được lực áp bách khiến người ta ngạt thở, sắc mặt của Bích Linh lung càng đỏ, nàng ôn nhu nói: "A Tổ, ta đã nghĩ rõ ràng, hoàng đế muốn đuổi giết chúng ta, chúng ta thoát được mùng 1, trốn không qua 15, chờ hoàng sợ không chịu nổi một ngày trốn đông trốn tây, không bằng nắm chặt thời gian vui vui sướng sướng qua mỗi một ngày. Tổ An khó khăn nuốt nước, nước miếng, người có ý gì? Đôi mắt đẹp ngập nước của Bích Linh lung lướt hắn một cái, trong nháy mắt đó dáng vẻ câu hồn đoạt phách. Ta cũng không phải không biết tâm tư của ngươi, trước đó ngươi cố ý dùng ta làm hắn tức giận, những lời kia hiển nhiên cũng là ý tưởng chân thật của ngươi. Bị chọc thủng ở trước mặt, Tổ An cũng có chút xấu hổ. Môi đỏ của Bích Linh lung nhích lại gần, tuy chúng ta đánh không lại hắn, nhưng có thể trả thù hắn, không phải sao. Lại nói một bên khác, trong sa mạc, triệu duệ trí hắt hơi sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn không được hỏi hà lệ có phải trên trần nhà có một đạo lục quang không nguyên lai like đám người bọn họ ở trong sa mạc cùng những oán linh bỏ cạp kia chiến đấu rất lâu sau cùng trong lúc vô tình rơi vào một vòng xoáy cát chảy lấy tu vi của triệu duệ trí tự nhiên không có khả năng bị cát chảy vây khốn bất quá thời điểm tử sĩ của tề vương phủ dãy ruộng trong lúc vô tình lộ ra một số tường thành trong cát chảy lúc này hắn mới ý thức được dưới cát chảy chôn giấu một di chỉ cổ thành dù sao sa mạc mênh mông bát ngát này quá không bình thường hắn dự cảm trong này có đồ vật mình cần thế là mang theo mọi người tiến vào di chỉ cổ thành bất quá vừa tiến đến cửa lớn bọn hắn đã ăn thiệt thòi không nhỏ người dò đường vừa mở cửa thành bên trong bỗng nhiên xuất hiện biển lửa dù triệu dội trí ra tay cực nhanh dập tắt biển lửa nhưng hai người dò đường cũng đã bị đốt thành than cốc có loại biến cố này tất cả mọi người đều rất tập trung tinh thần sau đó ở trong di chỉ gặp phải các loại cơ quan bẫy dập nhưng những người này vốn được huấn luyện nghiêm trình lại thêm triệu dội trí áp trận rất nhanh đều hữu kinh vô hiểm vượt qua cuối cùng đám người đi tới trong đại sảnh trống trải ngược lại phát hiện một ít gì đó nhưng những vật này hoàn toàn vô dụng với triệu duệ trí không có tìm được manh mối liên quan tới trường sinh trong lòng triệu duệ trí vốn bực bội sau đó nhìn thấy lục vân trên đỉnh đầu hắn không khỏi dâng lên cảm giác tức giận tuy hà lệ nói không có thấy xanh biết gì nhưng hắn vẫn suy nghĩ không thông suốt hắn trực tiếp ngẩng đầu vung một trường bàn đá trên trời bị đánh nát rất nhiều cát chảy vọt xuống người trong điện vội vàng né tránh đúng lúc này bỗng nhiên có người kêu lên mau nhìn có một tấm bia đá. Triệu Duệ Trí cũng chú ý tới, tấm bia đá to lớn kia là từ trong cát chảy rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện ở bên cạnh bia đá, cát chảy thì bị một cỗ khí kình vô hình ngăn cản. Hắn lướt nhìn Hà Lệ, đi chắn lỗ thùng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, đại điện này rất có thể sẽ bị cát chảy lấp đầy. Hà Lệ phiền muộn, người đánh ra lỗ thùng, để ta đi chắn, ta làm sao xui xẻo như vậy. Có điều hắn không dám oán giận, vội vàng bay lên, dùng lưng đè vào lỗ thủng tứ chi chăm chú bám trần nhà, dùng thân thể ngăn trở các chảy, các chảy vô cùng vô tận tràn xuống, áp lực cực kỳ lớn, dù hắn là cửu phẩm đỉnh phong cũng gánh không được, chỉ có thể khẩn cầu hoàng đế nhanh giải quyết, sau đó mọi người rút lui khỏi nơi này. Lúc này Triệu Duệ Trí đang nhìn bia đá trước mắt, tấm bia đá này cũng không biết làm bằng vật liệu gì, toàn thân xanh biếc, trước sau có rất nhiều văn bi mơ hồ không rõ, chỉ còn lại mấy câu. Những văn tự kia cực kỳ cổ quái, bất quá Triệu Duệ Trí học Cứu Thiên Nhân, từng ở trong một số điển tịch thượng cổ gặp qua kiểu chữ tương tự. Hắn chậm rãi thì thầm: hỗn loạn ta ngồi huyền vân mở rộng thiên môn mặt trời về kim khuyết nam tinh lượn quanh ngọc hành lọng tre mây tím nhã âm lượn lờ người nào có thể phá kết tóc thụ trường sinh trường sinh nhìn thấy hai chữ sau cùng hô hấp của hắn thoáng cái dồn dập lên vốn trải qua sự tình giao chỉ tiên đào giả trước đó triệu duệ trí có chút thất vọng với truy cầu trường sinh chẳng qua hiện nay lại nhìn thấy hắn không khỏi lên tinh thần hắn vội vàng nhìn ý tứ mấy câu kia bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hỗn loạn ta ngồi huyền vân thiên môn mở rộng ý tứ hẳn là thứ lúc mây đen thiên môn mở rộng hắn nghĩ tới trước đó không lâu long trời lở đất càn khôn đảo ngược khắp nơi đều là mây đen tia chớp về sau ba tiên sơn hiện lên hẳn là miêu tả tình hình lúc đó nhưng vài câu phía sau mặt trời về kim khuyết nam tinh lượn quanh ngọc hành lọn che mây tím nhã âm lượn lờ người nào có thể phá cái tóc thụ trường sinh đến cùng có ý gì đây hắn nhớ mang máng ở trên sách của thấy qua chữ ngọc hành tựa như là tên vì sao nào đó tuy không hiểu nội dung nhiều nhưng phỏng đoán mấy câu nói kia hẳn là miêu tả một loại tinh tượng nào đó chẳng lẽ phải thỏa mãn tinh tượng đối ứng mới có thể được trường sinh sắc mặt của triệu duệ trí thay đổi mấy lần hắn tự nghĩ vô địch khắp thiên hạ mặc kệ bất luận việc khó gì hắn cũng có nắm chắc làm được dù trước đó long trời lở đất hắn cũng rất bình tĩnh nhưng hôm nay hắn thật có chút tuyệt vọng phải chờ tinh tượng đặc biệt hắn làm sao có năng lực ảnh hưởng tinh tượng trên trời theo hắn biết một ít tinh tượng đặc biệt rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một lần ngắn thì mấy chục năm lâu thì mấy ngàn hơn mười ngàn năm tuyệt đối không phải sức người có thể khống chế hà lệ cảm nhận được khí tức cuồng bạo tứ tán hiển nhiên là tâm tình của hoàng đế không quá ổn định hắn nhất thời kinh hãi vội vàng nói chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng triệu duệ trí lạnh lùng liếc nhìn hắn có việc gì vui bị ánh mắt của hắn đảo qua hà lệ cảm giác như rơi vào trong hầm băng hắn không chút hoài nghi nếu mình không thể nói ra cái gì đối phương sẽ diệt hắn hắn nuốt nước miếng vội vàng nói bí cảnh này ở quốc lập học viện nhiều năm như vậy cũng không có dị thường kết quả hoàng thượng vừa đến liền càn khôn đảo ngược bí cảnh mới hiện lên hiển nhiên hoàng thượng là người hữu duyên hỗn loạn ta ngồi huyền vân thiên môn này mở rộng không phải là sự tình trước đó chúng ta trải qua sao phía trước đã xác minh những tinh tượng đằng sau hơn phân nửa cũng sẽ nghiệm chứng hoàng thượng ngài tới đúng lúc hiển nhiên trường sinh tri đạo này là đang chờ hoàng thượng vừa rồi hắn nghe triệu duệ trí đọc những văn bi kia thân là cử phẩm đỉnh phong hắn tự nhiên không phải kẻ ngu dốt thêm chút phân tích đã biết ý tứ vì không hiểu nên giải mã như thế nào nhưng dùng để vuốt mông ngựa lại đầy đủ. Nghe hắn nói, Triệu Duệ trí không khỏi mừng rỡ, cười lên ha ha, không tệ không tệ, tin tưởng mấy câu nói kia miêu tả hơn phân nửa cũng là chỉ hiện tại, ha ha ha. Hà Lệ cười làm lành, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo, tuy xác minh tin tưởng, nhưng đến cùng ai là người hữu duyên còn không nhất định đâu, phải biết chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến đến, hừ, ta nói không chừng có cơ hội tìm được phương pháp trường sinh, đến thời điểm đó bông hoa quỷ dị trên người, còn có hoàng đế, nhem nhau gì. Triệu Duệ trí tinh thần phấn chấn, tốt, nếu bí mật nơi này chúng ta đã thăm dò, vậy tiếp tục xuất phát. Nói xong đi đầu ra di chỉ cổ thành, trở lại trên sa mạc, hắn nhìn ra xa, nghĩ thầm cũng không biết hiện tại Tổ An và Bích Linh Lung đang làm gì. Hừ, hơn phân nửa là bị Oán Linh và các loại cơ quan bẫy sập giết chết, cũng coi như tiện nghi bọn họ. Lúc này một bên khác, Tổ An không biết mình nên làm cái gì, thậm chí không biết làm sao. Bích Linh Lung như con mèo nhỏ phát tình, không ngừng hôn hít gương mặt hắn, người hương khí trên người nàng, Tổ An cảm thấy toàn thân sắp nổ tung chẳng qua hiện nay hắn không phải loại newbie không có kinh nghiệm tuy thân thể phản ứng kịch liệt nhưng trong lòng có chút lo nghĩ hắn vội vàng nhìn về phía mỹ ly hoàng hậu sư phụ mau giúp ta nhìn xem có phải nàng xảy ra vấn đề hay không mỹ ly vốn giả bộ như xem xét manh mối trong miếu thực tế lại dựng thẳng lỗ tai nghe lén khóe môi hơi dương lên có điều rất nhanh bị che giấu trực trực trực, tới bây giờ ngươi mới nhìn ra nàng có vấn đề đến cùng xảy ra chuyện gì tổ an thoáng để gia nhân trong ngực ra vừa nhìn về phía mỹ ly nhưng vào tay đều là ôn hương nguyễn ngọc nhiều lần xém chút để lý trí của hắn sụp đổ Mỹ ly lắc đầu không rõ ràng bất quá nhìn tình huống của nàng hẳn là trúng độc bởi vì người tu luyện hồng mông nguyên thủy kinh bây giờ đã bách độc bất xâm cho nên mới không có việc gì trúng độc tổ an nhớ lại vừa rồi vào miếu tựa hồ không động đồ vật gì làm sao lại trúng độc chờ chút bỗng nhiên trong lòng hắn sáng lên ngẩng đầu nhìn về phía những cây đuốc ở hai bên chỉ thấy những cây đuốc kia thiêu đốt ẩn ẩn tản ra khói xanh hơi mở vừa rồi sau khi đi vào bởi vì ánh sáng bên trong quá mở hắn thi triển hỏa diễm đào nhen nhóm những đế cắm nến này lúc đó còn cảm thán cổ miếu rách nát nhưng dầu hỏa trong đến nến lại vẫn có thể sử dụng hiện tại ý thức được vấn đề hơn phân nửa nằm ở chỗ này sau đó vội vàng ôm bích linh lung phóng lên trời bay ra ngoài lúc này bốn phía lại truyền tới từng thanh âm giống như tiếng quỷ khóc nghe cực kỳ khiếp người đến cùng người nào giả thần giả quỷ tổ an quát lên liếc nhìn bốn phía đáng tiếc trừ những cỏ dại theo gió lắc lư thì không nhìn thấy bất luận người nào hắn nhớ mày trực tiếp thi triển ngọc tông nỗ lực khống chế động vật ở xung quanh giúp đỡ kiếm tra đáng tiếc hắn ngạc nhiên phát hiện xung quanh không có bất kỳ động vật gì đừng nói chim chuột thậm chí ngay cả côn trùng cũng không có nghĩ tới đây trái tim hắn nhất thời trầm xuống vừa rồi ở đầm lầy có rất nhiều oán linh không có động vật là rất bình thường nhưng địa phương này thực vật um tùm như thế lại không có một vật sống thật quá quỷ dị sao lại đi ra ngoài bên ngoài không khí mới mẻ lại thêm tổ án hét to Bích Linh Lung vốn ở trong ngực hắn uốn qua uốn lại nhất thời giật mình, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tổ An thừa cơ lấy ra thanh tâm tĩnh khí đan cho nàng ăn, vừa giúp nàng luyện hóa dược lực, vừa giải thích nói, vừa rồi ở trong miếu ngươi trúng độc, sự tính dần dần tản ra, trong mắt Bích Linh Lung nhiều một tia thanh minh, trúng độc. Bởi vì vừa rồi động tình, khuôn mặt nàng vốn đỏ bừng, bây giờ lấy lại tinh thần, thì càng thêm nóng hổi. Tuy vừa rồi nàng trúng độc, nhưng không có đánh mất trí nhớ, nghĩ tới vừa rồi mình ở trong ngực đối phương phong tào dẫn dụ, bích linh lung liền hận không thể có một cái lỗ chui vào không biết xấu hổ không biết xấu hổ nàng thật phát điên hận không thể đưa tay vào tóc bất quá lý trí ngăn nàng lại nàng hít sâu một hơi ra vẻ chấn định nói vừa rồi chúng đầu phát sinh cái gì ta không có làm cái gì chứ tổ an biết tính tình của nàng nếu biết rõ hơn phân nửa sẽ xấu hổ muốn chết đâu dám nói cho nàng chân tướng vội vàng đáp không có gì ta ý thức được ngươi chúng độc thì lập tức chạy ra ngoài bị ly nhịn không được trợn mắt nữ nhân này thật biết diễn kịch có ý gì?" Tổ An sững sờ, Mị Ly cười híp mắt nói, "Nếu nàng thật không nhớ rõ sự tình trước đó phát sinh, phản ứng đầu tiên là hỏi người có làm cái gì với nàng hay không, kết quả hỏi lại là nàng có làm cái gì hay không, thú vị." Tổ An. Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp càng biết gạt người, hơn nữa hiểu nữ nhân xinh đẹp nhất vĩnh viễn cũng là nữ nhân xinh đẹp. Đúng lúc này, không khí xung quanh truyền đến tiếng quỷ khóc càng ngày càng vang, thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiếng người. "Chết, tất cả đều phải chết, kiệt 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 kiệt." thanh âm không lưu loát, dường như rất nhiều năm không có nói chuyện, hơn nữa âm tiết cũng cổ quái, nếu không phải Tổ An phản ứng nhanh, thậm chí nghe không hiểu nó là cái gì. Theo mấy câu nói kia vừa dứt, cỏ dại trên mặt đất bỗng nhiên thấy gió thì lớn, vốn chỉ cao bằng một người, cơ hồ nháy mắt đã dài đến đỉnh miếu, như vô số xúc tu bạch tuộc xoắn tới hai người. Cái quỷ gì? Tổ An giật mình, dù kiếp trước hắn ngẫu nhiên cũng sẽ thưởng thức một vài con mực săn mồi, bất quá khi mình thành đối tượng công kích của xúc tu thì không có khiến người ta vui vẻ như vậy mũi chân của hắn điểm một cái, vội vàng mang theo bích linh lung tránh đi, tránh thoát xúc tu, ách không đúng, là cỏ dại vây bắt. Bất quá bên ngoài khắp nơi đều là cỏ dại, tất cả cỏ dại đều điên cuồng sinh trường, hai người căn bản không có chỗ tránh. Bích linh lung cũng rút ra bội kiếm chém những cỏ dại kia, bầu kiếm của thái tử phi tự nhiên là vô cùng sắc bén, cỏ dại bị chặt thành hai đoạn, nhưng cái này căn bản không có cách ngăn cản những cỏ dại kia. Bởi vì tốc độ sinh trường của chúng quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua tốc độ bị chém đứt. Đối mặt cỏ dại vô cùng vô tận, tốc độ của bích linh lung nhanh chóng chậm lại sau đó bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra hai cây cỏ dại cuốn lấy cánh tay nàng thân hình nàng trì trệ trong chớp mắt chỉ hoãn cánh tay khác còn có hai chân cũng bị cỏ dại cuốn lấy nàng kinh hô cả người mất đi trọng tâm thoáng cái bị những cỏ dại kia kéo tới giữa không trung tứ chi bị mở bày ra hình chữ đại cực kỳ xấu hổ càng nhiều cỏ dại thừa cơ trào lên dọc theo hai chân uốn lượn rất nhanh đã kéo dài đến hùi. mặt khác lại có cỏ dại theo cánh tay quấn quanh đến cổ Bắt thấy sắp bao phủ mặt nàng. Những cỏ dại quỷ dị này giết thân thể nàng có lồi có lõm, ngày bình thường nàng ăn mặc nghiêm cẩn, bây giờ lại toát ra mị hoặc phong tình. Bích Linh lung nào trải qua sự tình như vậy, không khỏi vừa thẹn vừa sợ, đầu óc trống rỗng. Tổ An thấy thế giận dữ, muốn chơi cái này cũng là ta và nàng chơi nha. Hỏa diễm đao chém ra, trực tiếp chặt đứt cỏ dại trói buộc Bích Linh lung, ngọn lửa lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt đã đốt sạch cỏ dại trên người nàng. Vốn những cỏ dại này là thiên địa dị trùng, không sợ phàm hỏa, nhưng hỏa diễm đao là sử dụng hỏa phượng thi triển phượng hoàng chi viêm thuần trùng những cỏ dại kia làm sao chịu được tựa hồ cảm nhận được thiêu đốt thống khổ xung quanh vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cỏ dại vốn đang sinh trưởng tốt bỗng nhiên dừng lại sau đó nhanh chóng co trở về bích linh lung từ trên trời rớt xuống mũi chân của tổ an điểm một cái bay qua ông lấy nàng người không sao chứ không có không có việc gì hôm nay số lần bích linh lung đỏ mặt còn nhiều hơn cả đời gọp lại vừa rồi những cỏ dại đáng giận kêu quấn nàng quá xấu hổ để cho nàng không có mặt mũi gặp tổ an tổ an an ủi không có việc gì thực ra nhìn rất đẹp bích linh lung nghe nói như thế hận không thể xông lên hung hăng cắn hắn một cái bất quá nghĩ lại dù sao trên người mình cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn đều bị hắn nhìn sạch như vậy vừa rồi tựa hồ cũng không có gì lúc này tổ an lại quay đầu nhìn về một hướng khác chờ ta tìm ra quái vật khi dễ ngươi để ngươi chút giận nói xong bàn tay hắn giấy lên hỏa diễm đao khổng lồ trực tiếp vỗ tới vừa rồi hắn đã chú ý những cỏ dại kia đều từ cùng một phương hướng co lại. Oanh, hỏa diễm đao bổ ra một khe lớn, một bóng đen từ bên trong nhảy ra, không ngừng đập ngọn lửa trên người. Tinh linh, thụ nhân. Tổ An kinh ngạc, bởi vì ngoại hình của đối phương có chút giống sinh vật hình người. Lúc trước trên đầu Tuyết Nhi cũng có rất nhiều dây mây có thể công kích, thủ đoạn có chút giống ra hỏa này. Bất quá Tuyết Nhi đẹp như vậy, người quái dị trước mắt là ai? Từ ngoại hình rất khó nói nó là người, toàn thân mọc ra tóc xanh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tứ chi. Ôi ôi ôi, nó đập ngọn lửa trên người xong, sau đó tràn ngập cừu hận nhìn Tổ An. Đến từ Hàn Trung, điểm nộ khí cộng 111 cộng 111 cộng 111. Hàn Trung, nhìn cái tên ở trong hệ thống, Tổ An giật mình, thật là người. Cái gì? Người nói hắn tên Hàn Trung. Mị Ly tự nhiên biết hệ thống của hắn có thể thu thập hồn lực ba động, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Đúng vậy, làm sao thế? Thấy biểu lộ của nàng có chút kinh ngạc, sắc mặt Tổ An cổ quái. Người đừng nói người nhận biết quái vật này nha, ánh mắt của mỹ ly phức tạp người quên trước đó ta nói thời điểm doanh chính cầu thuốc trường sinh bất lão thuật sĩ thiên hạ nghe tin hành động nổi danh nhất có bốn người trừ từ phúc còn có lô sinh hầu sinh cùng với hàn trung tổ an hắn là giật mình thật hàn trung làm sao có thể ở chỗ này hơn nữa làm sao có thể một mực sống đến bây giờ chẳng lẽ hàn trung là yêu tộc tổ an rất khó liên hệ quái vật trước mắt với một nhân loại không mỹ ly lắc đầu hắn là nhân loại bất quá năm đó hàn trung hành động có chút cổ quái tương truyền hắn dùng xương bổ thụ 30 năm sau đó toàn thân mọc tóc xanh từ đó đã gặp qua là không quên được hơn nữa thủy hỏa bất xâm toàn thân mọc tóc xanh cũng không đến mức lớn như thế nha tổ an nghĩ đến vừa rồi cây cỏ bay múa đầy trời mình dùng hỏa phượng chi viêm đất nhiều như vậy hiện tại trên người hắn còn nhiều lông như thế có thể nghĩ không hợp thói thường như thế nào năm đó không có nhiều như vậy khả năng là do thời gian dài mỹ ly đánh giá quái vật kia trong mắt đầy vẻ phức tạp lúc này Mị ly nói ta biết vừa rồi cô nàng kia trúng độc gì hàn chung quanh năm dùng xương bổ thụ mà xương bổ thụ có độc những cỏ dại này cũng lấy xương bổ thụ chiếm đa số sau khi trúng độc có thể khiến người ta sinh ra ảo giác mãnh liệt bất quá không có hiệu quả như xuân dược sau khi cô nàng kia trúng độc lại ở trong nguyễn cảnh phát xuân xem ra sâu trong nội tâm nàng chính là nghĩ như vậy bị ảo giác phóng đại mà thôi tổ an nhịn không được nhìn bích linh lung nhìn không ra nha ngay thường một bộ cao ngạo lãnh đạm vậy mà vụng trộm thèm thân thể của ta ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì nữ nhân trời sinh mẫn cảm lập tức để bích linh lung thấy không được tự nhiên không có gì tổ an cười cười về sau ngươi muốn ta cứ nói thẳng không cần áp lực sâu như vậy bích linh lung lúc này hàn trung gầm thét xông lại bàn tay vung lên mang theo ý thế không thua gì tông sư tổ an biến sắc đưa tay ngăn chặn phanh một tiếng hắn lui lại hơn trượng hàn trung cũng ngã bay ra sau cảm nhận được trên cánh tay run lên tổ an âm thầm kinh hãi lấy thực lực của đối phương thật đánh nhau còn không xử lý tốt vạn nhất dẫn hoàng đế tới tỉnh phiền phức hắn mở miệng nói hàn trung chúng ta có thể trò chuyện một chút quái vật hình người đứng lên đang muốn nhào tới lần nữa nghe được cái tên này nhất thời sừng sốt hàn trung thanh âm của hắn rất không lưu loát phẳng phất như quá lâu chưa từng nói chuyện dẫn đến quên nên nói như thế nào hai tay của hắn ôm đầu trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ hàn trung là ai ta là ai a à. hắn điên cuồng vung đầu còn không ngừng lấy tay nện rất nhanh trên đầu đã máu me đầm đìa bỗng nhiên hắn ngẩng đầu trường sinh không đều chết đều phải chết vừa dứt lời hắn liền tức giận nhào tới tổ an phiền muộn làm nửa ngày vẫn phải đánh sao bởi vì đối phương nói rõ là một thuộc tính nên hắn trực tiếp thi triển hỏa diễm đao quả nhiên để đối phương bị quản chế khắp nơi hai người giao thủ một trận mị ly ồ lên không đúng tựa hồ hắn chỉ còn lại bản năng chiến đấu không có sử dụng các loại chiến kỹ bằng không lấy tu vi của hắn năm đó ngươi tuyệt đối không phải đối thủ tổ an cũng cảm nhận được đối phương chỉ như dã thú chiến đấu, thậm chí ngay cả hung thú cũng không sánh bằng, hung thú còn có các loại kỹ năng thiên phú nha. Đúng lúc này, bỗng nhiên Mỹ Ly bay ra, tay ngọc đâm trúng đại huyệt của đối phương. Hàn Trung không cam lòng gào rú, sau đó ngã ở trên mặt đất. Tổ ăn giật mình nhìn Mỹ Ly, bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Người lại ra tay giúp ta. Ta không phải giúp ngươi, mà là có chuyện muốn hỏi hắn. Mỹ Ly nói xong, trực tiếp hiện thân ra, đứng ở trước mặt Hàn Trung. Hàn Trung, ngươi còn nhận ra ta không? Bích Linh Lung đang kỳ quái vì sao quái vật kia đột nhiên ngã xuống, lại nhìn thấy trước mắt trống rỗng xuất hiện một nữ tử váy đỏ mỹ lệ, đôi mắt nhất thời trợn thật lớn. Vốn lấy thực lực của Hàn Trung, Mỹ Ly muốn khống chế hắn không có dễ dàng như vậy, chẳng qua hiện nay nàng là linh hồn thể, Hàn Trung không biết nàng tồn tại, lại thêm lực chú ý của hắn ở trên người tổ an, lúc này mới bị điểm trúng. Nhìn thấy Mỹ Ly bỗng nhiên xuất hiện, Bích Linh Lung chấn kinh, nàng phản ứng đầu tiên tưởng này là nữ quỷ, thế nhưng trên đời có nữ quỷ xinh đẹp như thế sao? hơn nữa đối phương trong lúc lơ đãng toát ra cao ngạo và quý khí để cho nàng say mê không thôi loại khí chất này là mục tiêu nàng từ nhỏ nỗ lực vốn cho rằng mình đã đạt tới nhưng lần này trong bí cảnh tao ngộ các loại sự tình chật vật tâm thái chập trùng để cho nàng minh bạch mình còn kém xa lắm nàng vô ý thức dựa vào bên người tổ an a à, tổ cẩn thận ta nghe nói quỷ áo đỏ là lợi hại nhất hung ác nhất trong các loại quỷ mỹ linh nghe vậy xoay đầu lại rú nha đầu có tin ta biến người thành quỷ trước hay không a à, bích linh lung giật mình không nghĩ tới đối phương còn có thể nói chuyện, dựa theo hệ thống tu hành mình biết, loại quỷ này đều là tồn tại thông thiên. Nơi này có oán linh, có quái vật lông dài, bây giờ ngay cả lệ quỷ cũng xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy tóc gái toàn thân dựng đứng. Tổ an cười an ủi, yên tâm đi, nàng là người một nhà. Người mình, bích linh lung trừng to mắt, người ngay cả quỷ cũng ngủ. Ở trong nhận thức trước kia của nàng, tổ an là hoa tâm đại củ cải, bên người hồng nhan tri kỳ đông đảo, bây giờ nghe đối phương nói nữ quỷ váy đỏ xinh đẹp kia là người nhà, Nàng phản ứng đầu tiên là bọn họ đã lăn giường. Khụ khụ. Tô An vội vàng che miệng nàng lại, nhìn Mị Ly cả người bốc lên khói đen. "Không được nói lung tung, nàng là bằng hữu của ta." Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Mị Ly, hắn vội vàng đổi giọng, "Ách, cũng coi như sư phụ ta." Mị Ly hừ lạnh, "Sư phụ thì sư phụ, cái gì gọi là coi như?" "Sư phụ." Bích Linh Lung cũng lấy lại tinh thần, nghĩ tới biểu hiện của mình vừa rồi, lập tức xấu hổ không gì sánh được. Có chút trột dạ thì lễ, "Sư phụ tốt, vừa rồi có chỗ đắc tội." mong sư phụ đừng nên trách. Mỹ Ly trực tiếp liếc mắt, còn chưa vào cửa đâu, đừng có kêu loạn. Bích Linh lung ngây người, trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi, nàng cũng không có nghĩ rõ ràng tại sao mình ma sư quỷ khiến đi gọi sư phụ, ai nha, thật xấu hổ. Tổ An cười cười, kéo tay nàng an ủi. Bích Linh lung lập tức thu tay về, cũng không biết là giờ tính trẻ con hay quận bách. Lúc này Mỹ Ly đã quay đầu lại nhìn Hàn Trung, thấy ánh mắt hắn đục ngầu, không khỏi nhíu mày, nói chuyện. Hàn Trung ngẩng đầu nhìn nàng, mới đầu còn không có phản ứng gì có điều rất nhanh tựa hồ nhớ ra cái gì biểu lộ trở nên kinh khủng quỷ quỷ a nếu không phải bị khống chế huyệt đạo chỉ sợ hắn đã liều mạng bỏ chạy mị ly hôm nay thật là xuất sư bất lợi lại bị người xem như quỷ tuy bây giờ hình thức tồn tại của nàng xác thực rất giống quỷ hồn nhưng dù thật như vậy các người cũng không thể nói khắp nơi nha nàng ngồi xổm xuống mặt xích lại gần hắn người đã nhận ra ta là ai đúng không người là hoàng hậu không đúng hoàng hậu đã chết ngươi không phải À, tất cả mọi người đã chết a à, à, à. hắn lộ ra thần sắc điên cuồng thống khổ ôm đầu hoàng hậu nghe được cái từ này bích linh lung kinh dị lặng lẽ tới gần tổ an hỏi sư phụ của ngươi là hoàng hậu ừm nàng là hoàng hậu nước nào trong thiên hạ còn có quốc gia nào có hoàng hậu phong thái như vậy ách cái này khó mà giải thích dù sao ngươi không biết những quốc gia này vậy vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây thực ra nàng một mực ở bên cạnh ta chỉ là ngày bình thường không muốn gặp người sống cho nên không hiện thân một mực ở bên cạnh ngươi đây chẳng phải sự tình của chúng ta đều bị nàng nhìn thấy sắc mặt của bích linh lung trắng bệch vốn cho rằng đây chỉ là bí mật giữa hai người bây giờ biết có người ở bên cạnh nhìn cảm giác xấu hổ mãnh liệt làm cho nàng hận không thể có một cái lỗ chui vào im miệng các ngươi lại không có chính thức lên giường xấu hổ cái gì chứ mị ly quay đầu chừng hai người bộ dáng bị quấy dày sau đó quay đầu lại hỏi thăm hàn chung đáng tiếc đối phương chỉ mơ hồ không rõ lầu bầu đồng thời trả lời không có ý nghĩa bích linh lung nàng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý không cách nào phản bác được tổ an tiến đến bên người nàng không bằng chúng ta bổ khuyết để cho nàng không lời nào để nói lan bích linh lung xì một cái nàng biết ra hỏa này muốn khuyên mình nhưng vì sao nhìn bộ dáng của hắn cần ăn đòn như vậy lúc này tổ an cũng nhớ tới chính sự đi tới bên người mỹ ly thần trí của hắn đã mất chỉ sợ không hỏi ra cái gì Mị ly cao mày bỗng nhiên hai tay kết thủ ấn phức tạp sau đó một cái phủ văn dườm già xuất hiện trực tiếp dán lên trán của hàn trung biến mất không thấy gì nữa phù văn sư bích linh lung nhìn hết thảy nhịn không được giật mình phải biết ở đại chu vương triều tu sĩ như cá diếc sang sông nhưng phù văn sư lại tương đối thưa thớt đặc biệt là phù văn sư cao cấp mỗi cái đều giống như quốc bảo nhìn tốc độ kết ấn của nữ nhân này còn có phù văn tinh mỹ dườm già tựa hồ lợi hại hơn tất cả phù văn sư trước đó nàng gặp qua cũng không biết đại sư huynh ở quốc lập học viện so sánh được không lúc này hàn trung ở trên mặt đất dừng lại gào rú như dã thú ánh mắt dần dần trong suốt hắn ngẩng đầu nhìn Bị ly có chút suy yếu nói đa tạ hoàng hậu nương nương không cần cảm ơn ta sử dụng hồi quang phản chiếu phủ này sinh mệnh của ngươi cũng rất nhanh đi đến phần cuối mị ly lạnh nhạt nói tổ an nghe mà giật mình trực trực trực, hoàng hậu tỷ tỷ quả nhiên là thủ đoạn độc ác bất quá loại hình tượng ngự tỷ tàn nhẫn xinh đẹp này ta thích hàn trung chậm rãi lắc đầu bộ dáng người không phải người quỷ không phải quỷ kia cũng không tính sống sót đa tạ nương nương để cho ta giải thoát Mị Ly tùy ý ân một tiếng, hiển nhiên nàng không quá quan tâm tâm tình của đối phương, quan tâm hơn là chuyện khác, vì sao ngươi có thể sống lâu như thế? Lúc trước chúng ta đi tìm trường sinh bất tử dược cho bệ hạ, ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, ở trong tinh linh tộc tìm được một loại thánh dược luyện chế thành đan, đáng tiếc bệ hạ lòng nghi ngờ nặng, để cho ta ăn trước, mới đầu còn tốt, nhưng không lâu lắm trên người ta mọc tóc xanh, sau đó thần trí càng ngày càng yếu, mặc kệ ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể trì hoãn, cuối cùng ta liền thành bộ dáng người không phải người quỷ không phải quỷ triệt để đánh mất thần trí thành một quái vật giọng nói của hàn trung rất bình tĩnh như kể một sự tình không liên quan gì tới mình hiển nhiên trải qua năm tháng dài rằng giặc để hắn coi nhẹ sinh tử tổ an thì chú ý tới tinh linh tộc hắn nói không nghĩ đến niên đại của bọn họ cũng có tinh linh tộc xem ra tần triều ở thời không này không phải tần triều ở thế giới của ta thực ra hàn trung tìm tới tinh linh tộc con đường cũng không tính sai lúc trước kiểu tuyết doanh thì triển bí pháp phân cho hắn một nửa sinh mệnh lực nếu tần thủy hoàng có thể tìm được một đống lớn tinh linh phân cho hắn một nửa sinh mệnh lực ít gì cũng có thể sống mấy ngàn năm có điều hắn nghĩ lại nửa đời duyên phận là bí mật lớn nhất của tinh linh tộc từ xưa đến nay không có mấy tinh linh sử dụng qua năng lực này người ngoại tộc căn bản không biết bọn họ có năng lực như thế nếu không sẽ mang đến họa diệt tộc nghĩ tới đây trong lòng hắn ấm áp tuyết nhi xác thực tình thâm ý trọng với hắn nói đến lâu như vậy không thấy còn thật có chút nhớ nàng lúc này mỹ ly tiếp tục hỏi thăm vậy vì sao ngươi lại ở chỗ này không biết, ta đã đánh mất rất nhiều trí nhớ. hàn trung bất đắc dĩ lắc đầu. vậy danh chính thì sao? về sau tìm được thuốc trường sinh bất lão không? mỹ ly lại hỏi. không biết. chỉ ít ở thời điểm ta chưa mất đi thần trí thì không có. hàn trung thở dài. trên đời nào có trường sinh bất tử? phương hướng của ta đã rất tiếp cận, đáng tiếc chỉ biến thành một quái vật mất đi thần trí. như thế coi như có thể một mực sống sót cũng không tính là trường sinh bất lão. nói đến đây bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt nhìn mỹ ly biến thành kinh hãi vì sao nương nương ngươi mị ly trực tiếp đánh gãy hắn hiện tại là bản cung hỏi ngươi không tới phiên ngươi hỏi đúng vừa rồi bản cung thấy vị trí chủ thần trong miếu cung phụng lại là từ phúc tại sao lại cung phụng hắn hơn nữa văn bia còn xưng trí tôn từ phúc từ phúc hàn trung đầu tiên là mờ mịt sau đó bỗng nhiên che đầu biểu lộ cực độ thống khổ ta không biết ta không biết ha 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 các ngươi đều phải chết các ngươi đều phải chết ai cũng không sống được mị ly biến sắc còn muốn hỏi gì lại phát hiện thanh âm hắn im bặt tỉ mỉ quan sát thấy hắn đã tắt thở theo hàn trung tử vong bãi cỏ xung quanh vốn xanh mơn mởn trong nháy mắt khô héo chỉ còn lại có một đống cỏ khô màu vàng vừa rồi phóng tầm mắt nhìn tới còn một mảnh sinh cơ giạt rào sau một lát chỉ còn lại hoang vu tĩnh mịch dù mấy người kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được thổn thức tổ an đậu đen rau muốn nói hàn trung kia thật lải nhải trừ nói một đống lớn lời dọa người kiến tạo bầu không khí khủng bố thì tin tức có ý nghĩa gì cũng không thấy mị ly cũng cao mày Hàn Trung nói làm nội tâm nàng bịt kín một tầng bóng ma. Bích Linh Lung thì len lén đánh giá Mị Ly, nàng rất hiếu kỳ nữ nhân thần bí đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng có một bụng lời muốn hỏi Tổ An, đáng tiếc ở trước mặt Mị Ly, thực không biết làm sao mở miệng. Đúng lúc này, trong miếu bỗng nhiên truyền đến thanh âm ầm ầm sụt lún. Mấy người vội vàng đi vào xem xét, phát hiện rất nhiều pho tượng trong miếu ngã trái ngã phải, đặc biệt là vị trí chủ thần, trên mặt đất xuất hiện một cái động lớn, làm pho tượng này trực tiếp rơi xuống. Trải qua năm tháng dài răng rạc, xương bổ thụ của hàn trung đã lớn đến đâu đâu cũng có thậm chí xâm nhập vào nền móng của ngôi miếu này hiện tại hán chết những quái thảo kia cũng chết héo không chịu nổi trọng lượng của pho tượng nên tạo thành sụt lún phạm vi nhỏ mị ly phân tích nói à phía dưới có cái gì sáng lóng lánh bích linh lung mắt sắc chỉ ở dưới lỗ thùng mấy người vội vàng nhìn lại chỉ thấy bức tượng đã ngã thành hai đoạn đầu lâu rớt xuống phảng phất như lạnh lùng nhìn mọi người lộ ra cực kỳ quỳ dị bất quá lúc này mọi người sẽ không chú ý mà nhìn về phía địa phương phát sáng kia, cùng rơi xuống còn có cái bệ rùa lớn, bây giờ vỏ rùa đã nứt, một tia quang mang từ trong thân rùa bắn ra. Mị Ly liếc nhìn Tổ An, đi qua nhìn xem. Tổ An có chút im lặng, lấy tu vi của ngươi, muốn phá vỡ thạch quy kia là dễ như trở bàn tay nhà. Sư có việc, đệ tử phục lao. Mị Ly hừ một tiếng, lại nói thân thể ngươi rèn luyện đến cường tráng như vậy, phải làm những sự tình này tiêu hao tinh lực, miễn cho cả ngày suy nghĩ lung tung. Tổ An bích linh lung ở một bên đỏ mặt trước đó mặc dù nàng trúng độc nhưng thần chí không có biến mất còn nhớ thời điểm mình trêu chọc đối phương thứ kia cứng rắn như sắt đâm vào khe bông của mình tổ an bất đắc dĩ đành phải đi qua phá thách quy dù thạch quy này chất liệu cứng rắn nhưng lấy cường độ thân thể của hắn bây giờ thậm chí không cần vận dụng nguyên khí bằng vào lực lượng thân thể cũng có thể hoàn thành chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp rất nhiều dạng minh châu mỗi viên to lớn một tay rất khó cầm được dù bích linh lung ở hoàng cung nhìn quen bảo vật cũng chưa thấy qua nhiều dạng minh châu cực phẩm như vậy, hơn nữa cảm giác trên người chúng phát ra khí tức cổ quái, vừa nhìn đã biết bất phàm. tổ an cầm lấy cảm thụ một chút, bên trong không có ẩn chứa thiên địa nguyên khí, mà là một loại khí tức rất kỳ quái, không biết có tác dụng gì. không kiến thức. mỹ ly hừ một tiếng. hôm nay vi sư cho người học một khóa, tương truyền long có cử tử, một cái trong đó tên đà long, ra nó dùng làm trống, thanh âm có thể truyền trăm dặm, mà đà long vạn tuổi, cuối cùng sẽ lột ra sát thành long. Cái xác này có 81 sườn, đối ứng số lượng thiên địa, giữa mỗi sườn có một viên đại châu. Đại châu này rất khó sinh ra, nếu sườn không hoàn toàn trưởng thành thì không thể lột xác, cũng không thể thành long. Nếu như bắt được nó, lấy ra làm thành trống thì trong sườn sẽ không thể sinh ra bảo châu, chỉ có 81 sườn tự mình sinh trưởng hoàn toàn, nó mới có thể lột xác thành long. Trước đó trong hai câu từ kia nói vạn năm rùa tủy, không nghĩ tới là thật. Bích Linh Lung nhanh chóng đếm xem, quả nhiên có 81 viên bảo châu, không khỏi vội phục nhìn nàng mới đầu vốn có chút không thích nữ tử áo đỏ này luôn cảm thấy tính công kích của nàng quá mạnh tựa hồ không thân thiện với mình nhưng vừa rồi nàng nói những thứ này mình chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đặc biệt thời điểm đối phương nói trên mặt rào ra tự tin và thong dong để cho nàng cực kỳ say mê đà long tổ an kinh hãi cái đồ chơi kia có thể sống vạn năm lại nói long ở thế giới này cũng không sống được thời gian dài như vậy nha những bảo châu này có tác dụng gì có phải pháp bảo trời sinh gì hay không không biết mỹ ly lắc đầu Đà Long chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa ai chính thức gặp qua, tự nhiên không rõ ràng những hạt châu này có tác dụng gì, trước thu lại, nói không chừng ở trong bí cảnh này có cơ hội dùng đến. Tổ an gật đầu, yên lặng thu 81 viên bảo châu vào không gian chữ vật. Hắn nghĩ thầm thổi rất ngưu bức, nhưng cuối cùng vẫn kém lưu ly bảo châu của ta. Đúng lúc này, Bích Linh lung ồ một tiếng, bên này có tấm bia đá. Mọi người quay đầu, phát hiện trong góc quả nhiên có một tấm bia đá ngã lệch, phía trên loáng thoáng khắc rất nhiều chữ. Nhà đầu người rất giống cứu tinh, mỗi lần đều có thể phát hiện đồ vật hữu dụng trước nhất mị ly nhìn nàng cười cười sau đó đi đến bên cạnh tấm bia đá kia bích linh lung hơi đỏ mặt đây là sự tình không có cách nào trong khoảng thời gian này trải qua nhiều chuyện như vậy ngày xưa kiêu ngạo đã nát hết lại thêm nhìn thấy mị ly lợi hại như vậy có một loại cảm giác nguy cơ không hiểu cho nên nàng mới không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào thể hiện giá trị của mình lúc này tổ an cũng đến bên cạnh bia đá chỉ thấy rất nhiều chữ trên tấm bia đá mơ hồ chỉ có một câu còn miễn cưỡng thấy rõ ràng tả thanh long mạnh trương giáp dần hữu bạch hổ gia minh giáp thân thượng chu tước lăng quang giáp ngọ hạ huyền vũ chấp minh giáp tử nguyệt thành quý nhân nhập trung ương a à, có ý gì hắn dường như trở lại kiếp trước vừa học mô phòng mạch điện cùng với công trình điện từ trường tất cả đều là thiên thư mỹ ly lộ vẻ dị sắc bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim thì ra là thế thì ra là thế người giải thích một chút xem vẻ mặt tổ an đau khổ nhìn về phía nàng hừ sư phụ cũng không gọi một tiếng Bất quá Mị Ly vẫn giải thích. Vào năm giáp dần ngày giáp tử là thời khắc đông chí, lại là thời khắc nhật nguyệt hợp sóc, Dựa theo chu kỳ tính toán nhật nguyệt của Tần Triều lúc đó cho rằng thời khắc như vậy cần qua 4.560 năm mới có thể tái hiện. Khó trách lần này bí cảnh lại đột nhiên hiện thân. Nguyên lai là vừa vặn đụng phải chu kỳ 4.560 năm. 4.560 năm. Tổ An nứt nước, nước miếng. Ta sát, cái bí cảnh này 4.560 năm mới mở một lần. vận khí của chúng ta quả thực quá nghịch thiên sắc mặt của bích linh lung lại tái nhợt nếu chúng ta không thể rời khỏi bí cảnh này sẽ có hậu quả gì mị ly tán thưởng lướt nhìn nàng vẫn là nha đầu này thanh tình thời gian bí cảnh này mở ra hiển nhiên sẽ không thay đổi nếu các ngươi không thể ra ngoài thì chỉ có thể chờ đến bốn nghìn năm trăm sáu mươi năm sau tổ an muội muội ngươi nếu đám người sơ nhan đều ở nơi này hắn không ngại định cư luôn nhưng hôm nay trạng thái này hắn cũng không muốn bị nhốt hơn bốn nghìn năm a à, tóm lại dụng ý của chúng là gì tổ an giữ vững tinh thần không dám lãng phí thời gian nữa. Thanh Long Bạch Hổ Chu tức Huyền Vũ là tứ tượng, đại biểu cho bốn phương bầu trời, Thanh Long lại được xưng mạnh Trưng Chân Quân, Bạch Hổ tên Giám Binh, Chu tức biệt danh Lang Quang, Huyền Vũ xưng Chấp Minh, mấy câu nói đó hẳn chỉ đối ứng thời gian và phương vị, ngô, nhưng cụ thể đối ứng cái gì, bởi vì nội dung của văn bia thiếu thốn, không đủ tin tức suy luận. Tổ An trầm giọng nói, vậy chúng ta nhanh lên đường thôi, xem có thể tìm được tin tức tương ứng hay không. Tốt, tranh thủ đi lên tiên đảo ở trung tâm, trong vùng cung điện kia hẳn ẩn dấu bí mật to lớn đồng thời cơ quan rời nơi này hẳn cũng ở đó mị ly ngẩng đầu nhìn về phía cung điện như ẩn như hiện ở trên trời biểu tình trên mặt có chút kỳ quái tổ an tiến tới đụng đụng đầu vai nàng có phải người có nỗi niềm gì khó nói hay không tuyệt đối đừng che giấu một mình tiếp nhận nói ra ta còn có thể giúp đỡ giải quyết ta rất lợi hại nha kiếp trước xem nhiều phim truyền hình tình tết máu chó như vậy ý thức được mị ly không bình thường hắn tự nhiên phải sớm nhổ flag mị ly trợn mắt lan qua một bên phi sư tung hoành thiên hạ nào cần ngươi giúp đỡ, quản tốt sự tình của ngươi đi. Thấy nàng không muốn nhiều lời với mình, Tổ An biết hỏi lại cũng phí công, đành phải nói, dù sao ngươi phải biết, mà kệ thời điểm nào ngươi cũng không phải một người, còn có ta. Mị Ly phất phất tay, biết biết, lúc nào như lão mụ lải nhải nhiều như vậy. Bích Linh lung ở một bên thần sắc cổ quái nhìn hết thầy, luôn cảm thấy hai người này quan hệ không giống sư đồ, mà giống như là... Được rồi, làm sao có thể, là ta suy nghĩ nhiều. Sau đó đám người tiếp tục lên đường, Bích Linh Lung thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau. A Tổ, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, theo lý thuyết vừa rồi chúng ta ở nơi đó chậm trễ lâu như vậy, lấy tốc độ của Hoàng đế sớm nên đổi kịp chúng ta mới phải. Mị Linh nghe vậy nói, bọn họ bị tiên đào huyễn cảnh vây khốn, nói không chừng đã chết hết ở chỗ đó, tự nhiên không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Tiên đào huyễn cảnh. Bích Linh Lung có chút mờ mịt, lúc đó nàng tận mắt thấy những tiên đào kia trong veo như nước, xị hương sông vào mũi, vừa nhìn đã biết là vật cực kỳ trân quý. Đương nhiên là huyễn cảnh, từng cái xấu xí giống như khô lâu, hút tính huyết người, ăn thứ kia, chẳng những không cách nào kéo dài tuổi thọ, nói không chừng còn lập tức hóa thành hai cốt. Mị ly đáp, sắc mặt của Bích Linh lung trắng nhợt, trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng sớm đã cực kỳ bội phục học thức của Mị ly, tự nhiên tin tưởng nàng nói. Nghĩ đến lúc trước mình hoàn toàn bị bề ngoài của những tiên đào kia mê hoặc, nếu không phải tổ an lôi mình đi, mình hơn phân nửa cũng chạy tới ăn quả. Nghĩ tới đây nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía tổ an, sao hỏa này ngày bình thường tham tài háo sắc, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể giữ vững tâm tính, đến cùng đâu mới là bộ mặt thật sự của hắn. Lúc này tổ an mở miệng, ta tin tưởng lấy tu vi và tâm tính của hoàng đế, coi như thời gian ngắn bị tiên đào mê hoặc, nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên chúng ta không thể gửi hy vọng ở những tiên đào kia có thể giết hắn. Mị Ly gật đầu khen ngợi, tiểu tử ngươi còn rất cẩn thận, không tệ không tệ, như vậy mới có thể sống lâu một chút. Nói xong nàng ngáp một cái, ta ra ngoài quá lâu có chút mệt, đi về ngủ trước, có việc lại gọi ta nói xong hóa thành một làn khói nhẹ đến mất ở trong bộ kiếm. Bích Linh lung trừng to mắt, nhìn thấy A kiếm trong tay Tổ An từ trên xuống dưới, ngày bình thường sư phụ ngươi trốn ở chỗ này. Ừm, Tổ An đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về thân kiếm. Nàng và ta vừa là thầy vừa là bạn, xem như người ta tín nhiệm nhất ở trên đời này. Xem ra Mỹ Ly ở trạng thái linh hồn thể, thời gian dài ở bên ngoài hao tổn vẫn rất lớn, mình nhất định phải tái tạo thân thể cho nàng, lần trước nàng nói có dự cảm sẽ được dược liệu nào đó, chẳng lẽ sẽ ứng nghiệm ở trong bí cảnh này. Xú tiểu tử, đừng sờ loạn. Trong thái a kiếm bỗng nhiên truyền đến thanh âm bất mãn của Mỹ Ly. Tổ An chột dạ thu tay về, "Ta sở thân kiếm, lại không phải sở ngươi. Không cho phép sở, tiểu tử ngươi tâm địa gian xào ai biết ngươi đang suy nghĩ gì." Mỹ Ly hừ một tiếng, "Tổ An." Bích Linh lung nhịn không được bật cười, hai sư đồ các ngươi quan hệ thật đúng là kỳ diệu. Tổ An không nhịn được cười rộ lên, "Đúng là không giống sư đồ lắm." Bích Linh lung hiếu kỳ hỏi, "Các ngươi là làm sao quen biết? Nàng làm sao lại ở trong kiếm của ngươi?" thực ra nàng càng muốn hỏi là giữa hai người phát sinh những chuyện kia đối phương có biết không? bất quá không có ý tứ mở miệng, đành phải nói bóng nói gió. tổ an cười ha ha, cái này nói ra rất dài. hai người một đường nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng không biết đi bao lâu, lại tới bên cạnh một vách đá. đây này không sai biệt lắm là phần cuối của phủ đảo thứ nhất, ngửa đầu nhìn, phủ đảo thứ hai cách đó hơn một trăm trượng. hắn thử một chút, cự linh ngắn bay vọt không có vấn đề, nhưng khoảng cách càng dài, phi hành tự nhiên sẽ bị cấm chế. hắn ở bên bờ vực nhìn quanh ở giữa hai hòn đảo căn bản không có phủ đảo mini. Làm sao đi qua đây? Tổ An cực kỳ đau đầu. Đúng lúc này, thanh âm của Bích Linh lung truyền đến, à Tổ, mau đến xem nơi này. Tổ An nghe tin đi qua, chỉ thấy Bích Linh lung đang khom lưng lôi kéo cỏ dại ở trên mặt đất, hắn trực tiếp thi chuyển hỏa phượng chi viên đốt những cỏ dại kia sạch sẽ, phía dưới lộ ra một thạch trận to lớn. Đây là... Tổ An giật mình, những phiến đá này chất liệu cực kỳ đặc thù, vừa rồi bị lửa đốt lại không có để lại dấu vết. Toàn thân đen lóng lánh, phía trên tựa hồ lưu truyền một tầng lộng lẫy vừa nhìn đã biết là vật phi phàm trên một vài bàn đá có lỗ thủng hình tròn không biết trước kia bỏ đồ vật gì trên rất nhiều thạch bàn có đường nét tỉ mỉ dường như từ nơi sâu xa có quy luật gì thế nhưng trong thời gian ngắn lại không nói ra được mặt khác trên một số bàn đá lại có chút đồ án bất quá những đồ án này tựa hồ khá xáo trộn ghép hình sao trong mắt tổ an hiện lên tinh quang à cái này tựa hồ là tinh đồ mị ly không biết lúc nào đã từ trong thái a kiếm đi ra bích linh lung giật mình nhưng tổ an sớm đã quen nàng xuất quỷ nhập thần tinh đồ tổ an vội vàng hỏi người còn nhớ trước đó chúng ta ở trong quái miếu tìm được bia đá kia không bị ly nói tả thanh long mạnh trương giáp dần hữu bạch hổ gia minh giáp thân thượng chu tước lăng quang giáp ngọ hạ huyền vũ chấp minh giáp tử nguyệt thành quý nhân nhập trung ương trong đầu tổ an hiện ra mấy câu kia lại nhìn về phía bàn đá hai mắt nhất thời tỏa sáng thì ra là thế hắn đang muốn đưa tay đi gậy bàn đá trên mặt bỗng nhiên Mị ly biến xác cẩn thận có người tới. Sau khi nói xong, cả người nàng đã hóa thành trong suốt. Tổ An vội vàng quay đầu nhìn, nếu là người bình thường, Mị Ly tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ như vậy. Quả nhiên, tiếng cười ha ha truyền đến, thật là đạp phá thiết hài tìm không thấy, được đến lại không mất chút công phu. Tiếng cười chấn đến lá cây ở phụ cận rì rào rung động, sắc mặt của Bích Linh lung tái nhợt, nắm lấy tay Tổ An, nàng run giọng nói, "A à, Tổ, nếu chuyện không thể làm, chúng ta nhảy xuống dưới, coi như chết thóng khoái." Thân ở hoàng thất, nàng quá rõ ràng thủ đoạn âm độc của hoàng đế lấy sự tình phát sinh giữa hai người rơi vào trong tay hoàng đế tuyệt đối sẽ sống không bằng chết tổ an nhẹ nhàng vỗ tay nàng yên tâm còn chưa đến một bước kia bích linh lung khẽ giật mình nghĩ không ra vì sao bây giờ hắn còn có thể chấn định như vậy nhưng hắn bình tĩnh lại có một loại ma lực không hiểu làm cho lòng người an định một bóng người màu vàng loáng thoáng xuất hiện ở cuối chân trời sau đó lưu lại từng tàn ảnh cơ hồ chỉ trước mắt hắn đã đi tới trước mặt hai người tổ an âm thầm cảm thán tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy muốn làm đồng mệnh uyên ương hiện tại không phải do các ngươi triệu duệ trí lạnh lùng nhìn bích linh lung nắm tay tổ an hiển nhiên vừa rồi hai người đối thoại không có dấu giếm được hắn bây giờ khoảng cách gần như vậy hắn có đầy đủ tự tin sinh tử của người khác hoàn toàn ở một ý niệm hoàng thượng muốn giết ta tổ an thở dài một hơi giết ngươi triệu duệ trí cười lạnh chết như vậy không khỏi quá tiện nghi ngươi ta muốn thiến ngươi mang về cung mỗi ngày tại nhà xí đổ nước tiểu sau đó cách mỗi một năm lại chặt một chi của ngươi để ngươi cảm nhận được nỗi hoảng sợ khi chờ đợi tử vong thời điểm ngươi không còn tứ chi ngũ quan lại ngâm ngươi ở trong hầm phân dùng linh dược ngày ngày kéo lại tính mệnh Muốn ngày ở trong hầm cầu tiếp nhận thái giám cung nữ trong cung tưới tiêu nghe an nói đốt ngón tay của bích linh lung trắng bệch nhiều lần không nhịn được muốn ói nàng hối hận vì sao mình không chết sớm một chút hiện tại muốn chết cũng không chết được tổ an cũng im lặng con chó này thật độc nha trừng phạt biến thái này là người có thể nghĩ ra sao việc đã đến nước này, hắn đã không cần khách khí, lạnh lùng nói, đáng tiếc bây giờ ngươi không chỉ không có cách nào ra tay với ta, còn nhất định phải cầu ta. Ta cầu ngươi, triệu duệ trí cười ha hả, dường như nghe được chuyện cười. Lúc này đám người hà lệ cũng thở hồng hộc đuổi theo, nghe tổ an an nói cuồng vọng như thế, từng người vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, ra hỏa này không phải bởi vì quá sợ hãi mà điên đó chứ. Triệu duệ trí thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, quả thực là chuyện cười, hiện tại ta thiến ngươi, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tổ An đang muốn mở miệng, lại bị tay của đối phương nhấn một cái, phát hiện mình rất khó hô hấp, càng đừng đề cập tới mở miệng. Ta biết ngươi rất giỏi biện luận, khó tránh khỏi lại có mưu ma trước quỷ bảo mệnh gì, mới lời nghe ngươi nói nhảm. Triệu Duệ trí hử lạnh. Tổ An. Ta sát, chơi nện sao? Tổ An không ngờ đối phương sẽ như vậy, vậy mà làm hắn không cách nào nói chuyện, để hắn một bụng chủ ý nhất thời hóa thành bọt nước. Nhìn đối phương đang muốn giơ tay chém xuống, hắn giống như con kiến bò trên chảo nóng, đầu to có thể đoạn, nhưng đầu nào không thể tức. Hắn vội vàng kêu gọi Mị Ly, Hoàng hậu sư phụ, cứu mạng. Mị Ly hừ một tiếng, xem về sau ngươi còn dám tự cho là thông minh không. Nàng đang muốn hiện thân trợ giúp tổ an, dù lấy trạng thái của nàng bây giờ, mỗi lần xuất thủ đều sẽ hao tổn lực lượng linh hồn, huống chi tu vi của hoàng đế còn cao như vậy, có điều nàng không thể trơ mắt nhìn tổ an chịu chết. May mắn lúc này bích linh lung mở miệng, người không thể giết hắn. Triệu duệ trí khó thở ngược lại cười, há, ngươi còn muốn xin tha cho hắn. Hà lệ âm thầm lắc đầu, ngày thường thái tử phi rất lanh lợi sao hôm nay ngốc như vậy ai cũng có thể cầu tình thay tổ an duy chỉ có ngươi không được cầu tình cho gian phu đây không phải đầu dầu vào lửa sao cảm giác được uy áp trong mắt đối phương sắc mặt của bích linh lung tái nhợt có điều nàng vẫn thẳng tác sống lưng nói bởi vì chỉ có hắn biết làm sao tới cung điện bên kia người truy cầu trường sinh cả đời tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy tuy nàng không biết đám người hoàng đế gặp cái gì nhưng nàng ở trong cung nhiều năm như vậy tự nhiên rõ ràng tâm tư của hoàng đế nàng xưa nay thông minh lập tức ý thức được chỉ có trường sinh mới có thể để triệu duệ trí tạm thời từ bỏ cửu oán với tổ an không nghĩ tới chó ngáp phải rồi dù triệu duệ trí giật mình nhưng vẫn không nguyện ý thừa nhận ha ha ta muốn lên cung điện kia còn cần hắn dù miệng nói như vậy nhưng lại không có tiếp tục ra tay mà ném tổ an sang một bên hắn ngẩng đầu nhìn cung điện xa xa mũi chân điểm một cái đã biến mất tại nguyên chỗ bóng người thẳng thắn bay qua tuy phủ đảo cách nơi này mấy trăm trượng nhưng lấy tu vi của hắn mà nói cơ hồ trước mắt là tới có điều thân hình hắn vừa bay lên không bao lâu lại bắt đầu hạ xuống hắn biến sắc tiện tay chảo tới một móng vuốt trong suốt đập lên phù đảo sau một khắc hắn đã trở lại tại chỗ lần nữa vẫn không thể phi hành sắc mặt của triệu duệ trí có chút khó coi may mắn sớm có chuẩn bị bằng không vừa rồi nói không chừng thật không về được hoàng thượng nơi này có cơ quan nói không chừng có biện pháp đi qua chú ý tới sắc mặt của hắn không tốt hà lệ lập tức tới vuốt bung ngựa chỉ vào mảnh thạch trận nói hai mắt triệu duệ trí tỏa sáng đi tới gần thạch trận dù hắn tự xưng trí kế hơn người nhưng giờ phút này nhìn thạch trận trước mắt cũng không có chút đầu mối nào đây hẳn là tinh đồ nhưng vì sao lộn xộn như thế chẳng lẽ phải lấy quy luật nhất định sắp xếp lại trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ đáng tiếc mỗi cái đều bị hắn phủ định bỗng nhiên hắn quay người nhìn tổ an người có thể giải cơ quan này giải là có thể giải bất quá ta giải ngươi sẽ giết ta ta cần gì phải giải tổ an xoa cổ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim đồng tử của triệu duệ trí co rụt lại người áp chế ta không phải áp chế chỉ ăn ngay nói thật mà thôi tổ an suy nghĩ vừa rồi đối phương xuất thủ như thế nào vì sao ta một chút sức phản kháng cũng không có thanh âm của mị ly vang lên ở trong óc hắn tu vi của hắn xác thực thâm bất khả chắc sau tông sư mỗi tăng một cảnh giới sẽ có biến hóa long trời lỡ đất huống chi bây giờ hắn còn là điện tiên rất nhiều thủ đoạn và phương thức công kích đều vượt qua các người lý giải người không có sức phản kháng là rất bình thường tổ an thở dài loại cảm giác bất lực này thật khiến người ta khó chịu Mị Ly nói, ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ, ta tự nhiên sẽ làm hết trách nhiệm của sư phụ, đợi lát nữa ta sẽ đại khái dùng phương thức mà ngươi có thể hiểu được nói về cảnh giới này, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì nhìn bản sự của ngươi, bất quá lấy tư chất của ngươi, chí ít sẽ không chân tay luống cuống giống như vừa rồi. Tổ An đậu đen rau muốn nói, vì sao ngươi không dạy ta sớm? Đối mặt địch nhân như vậy, dù dạy ngươi cũng chỉ là chết sớm và chết muộn khác nhau mà thôi, trước đó đương nhiên sẽ không nghĩ đến phải dạy những thứ này. Mị Ly hừ một tiếng, người đến cùng có học hay không học tổ an vội vàng bồi tội đa tạ mỹ nhân sư phụ mị ly mày liễu dựng lên ngươi gọi ta cái gì tổ an giải thích ngươi cũng biết ta và hoàng hậu của triệu hạo phát sinh qua cái gì đối phương cũng là hoàng hậu mỗi lần ta gọi hoàng hậu thì sẽ nghĩ tới nàng luôn cảm thấy như vậy có chút bất kính với ngươi cho nên đổi một cái tên sư phụ vốn là đại mỹ nhân ta gọi như vậy cũng là lời nói thật nha khóe môi của mỹ ly hơi vung lên bất quá lập tức bị nàng khắc chế sư phụ thì sư phụ không cho phép thêm từ khác vâng mỹ nhân sư phụ tổ an thành khẩn mỹ ly lúc này thanh âm của triệu duệ trí truyền đến nếu ngươi có thể giúp ta trường sinh ân oán ngày xưa lại tính là gì ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng cam đoan lưu ngươi một mạng nếu ngươi không tin ta có thể lập xuống thiên đạo thệ ngôn trong lòng hắn âm thầm cười lạnh dù sao đến thời điểm chém đứt tứ chi của ngươi cũng là lưu ngươi một mạng tự nhiên không tính trái với điều ước hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh ta tự nhiên tin được tổ an vui vẻ trong lòng thì âm thầm cười lạnh tin người mới lạ. Bất quá dù song phương từng người mang ý xấu riêng, nhưng cuối cùng vẫn đạt thành hiệp thị. Tổ An đi tới trước mặt thạch trận, những thứ này ám chỉ tinh không trên trời, chỉ cần dựa theo quy luật phù hợp bày lại, hẳn sẽ qua được. Hắn vừa nói, vừa di chuyển bàn đá trên mặt đất, những phiến đá này quả nhiên có thể hoạt động trên giới trái phải. Trái thanh long mạnh trương giáp dần, phải bạch hổ giam minh giáp thân, trên chu tước lăng quang giáp ngọ, dưới huyền vũ chấp minh giáp tử, nguyệt thành quý nhân nhập trung ương. Trong lòng hắn nhớ lại khẩu quyết lúc trước nhìn thấy, dần dần xếp những bàn đá kia ra hình dáng đối ứng. Thời điểm bàn đá cuối cùng hợp lại, rõ ràng có thể nghe được thanh âm cơ quan thanh thúy, toàn bộ bàn đá, thậm chí khắp nơi đều lắc lắc. Mọi người nhìn xung quanh, nhưng sau khi lắc lư, lại không có bất kỳ biến hóa gì khác. Hà Lệ cười hắc hắc nói, tổ đại nhân, đây chính là người nói biết làm sao phá giải cơ quan này. Triệu Duệ trí nhìn về phía tổ an, ánh mắt cũng lăng lệ. Tổ an không có phản ứng đến bọn hắn, tỉ mỉ quan sát bàn đá trên mặt đất, bỗng nhiên tầm mắt rơi xuống rất nhiều hố tròn bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, từ trong ngực lấy ra 81 viên dạ minh châu, thả những hạt châu này vào lỗ, quả nhiên cực kỳ kín kẽ. Lúc này lòng đất truyền đến thanh âm kèn kẹt, những bản đá kia không ngừng chập trùng di động, sau đó một số bản đá chìm xuống, một bản đá khác chậm rãi dâng lên, sau cùng hình thành rất nhiều thạch trụ hình vuông. Mỗi thạch trụ đều khắc đồ án khác biệt, giống như thần thú, lại như ký hiệu tinh không. Cuối cùng tiếng oanh minh biến mất, hết thảy lại trở nên yên ắng. Tổ an cao mày, cơ quan còn chưa giải khai, hắn thử di động những thạch trụ kia, phát hiện những thạch trụ này không thể di động, nhưng có thể chuyển động, hơn nữa thời điểm chuyển động sẽ dẫn tới mấy cây thạch trụ khác chuyển động đối ứng. Thì ra là thế. Tổ ăn giật mình, bất quá lập tức nhíu mày, mặc dù hắn biết phương pháp phá giải đại khái, nhưng không rõ ràng những thạch trụ này phải thỏa mãn điều kiện gì mới được, trước đó ở trong miếu tìm được bê đá, rất nhiều đã thiếu thốn. Đúng lúc này, triệu duệ trí cười ha ha, thì ra là thế thì ra là thế, thiên mệnh quả nhiên ở bên ta, họ tổ, người đã không còn giá trị lợi dụng. Nói xong sắc mặt bất thiện nhìn hắn, dường như tùy thời sẽ xuất thủ, dù sao vừa rồi hắn cũng không có chính thức thề, không sợ lật lọng. Tổ An lại không chút hoang mang, dường như những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Người đừng vội qua sông đoạn cầu, không có ta, coi như mới biết khẩu quyết chính xác cũng không giải được cơ quan này. Hắn đã tỉnh ngộ lại, mình một đường đi tới có thể được khẩu quyết quan trọng, đối phương làm sao có thể không có thu hoạch, xem ra khẳng định cũng được khẩu quyết gì. Triệu Duệ trí lộ vẻ do dự, không có vội vã xuất thủ, mà ra hiệu Hà Lệ, người dựa theo văn bia lúc trước nói vẽ lên đi. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ Hà Lệ mở cơ quan, mình trước thiến tổ an lại nói. Tốt! Cơ hội lập công như thế Hà Lệ làm sao có thể buông tha, vội vàng hấp tấp chạy tới, trong lòng âm thầm nhớ lại khẩu quyết lúc trước. Hỗn loạn ta ngồi huyền vân, mở rộng thiên môn, mặt trời về kim khuyết, nam tinh lượn quanh ngọc hành, lọng tre thịt tử, nhã âm vào trình. Trên những trụ đá này quả nhiên có huyền vân, thiên môn, mặt trời, kim khuyết, hắn nỗ lực sắp xếp đồ án đối ứng đáng tiếc hắn vừa lắp tốt hai cái thời điểm đi lắp đồ án khác lại làm đồ án trước đó tiếp tục chuyển động mất đi vị trí hắn không ngừng thí nghiệm đáng tiếc mỗi lần đều chú ý đầu không để ý tít đến sau cùng mồ hôi lạnh chảy dòng triệu duệ trí nhìn ở trong mắt đi qua hắn đẩy ra phế vật đơn giản như vậy cũng làm không được sau khi nói xong hắn cũng bắt đầu xoay tròn cây cột rất nhanh liền đối ứng được bốn cái hiển nhiên vừa rồi ở bên cạnh quan sát cũng tìm ra một ít quy luật bất quá chờ hắn đối ứng đồ án đằng sau phát hiện chuyển động những cái khác sẽ dẫn đến cây cột lúc trước xoay tròn rối loạn trình tự. Hắn trao mày, lại điều chỉnh mấy lần, đằng sau lắp chúng, phía trước lại không khớp, trong lúc nhất thời để hắn luống cuốn tay chân. Hà lệ ở một bên cố nén cười, nghĩ thầm vừa rồi ngươi mắng ta, còn tưởng ngươi lợi hại bao nhiêu, kết quả chỉ như vậy. Đương nhiên những lời này hắn là không dám nói ra khỏi miệng. Trên mặt của triệu duệ trí cũng có chút không nhịn được, quay đầu nhìn về phía tổ ăn, ấn, vừa rồi ngươi nói, ngươi biết giải cơ quan này. Đó là tự nhiên, tổ an ngạo nghễ nói triệu duệ trí hử lạnh đã như vậy vậy thì ngươi đến nếu không giải được cơ quan này ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là hối hận tổ an lắc đầu ta giúp ngươi giải cơ quan ngươi không phải quay đầu sẽ giết ta ta không có ngốc như vậy triệu duệ trí trầm giọng nói yên tâm nhiều người như vậy làm chứng chỉ cần ngươi có thể giải cơ quan ta cam đoan không giết ngươi ha ha lời nói của ngươi chẳng khác nào cái rắm vừa rồi chẳng phải trở mạt không quen biết đó sao tổ an cười lạnh nghe hắn nói trong mắt triệu duệ trí lóe lên vẻ tức giận rất lâu không ai dám nói chuyện với hắn như vậy rồi đến từ triệu hạo điểm nộ khí cộng 444. bất quá vì đại cục hắn vẫn cưỡng chế tức giận nếu người không tin ta sẽ lập thiên đạo thệ ngôn tổ an lắc đầu trong bí cảnh này thiên địa nguyên tố cực kỳ hỗn loạn thiên đạo thệ ngôn căn bản không có tác dụng triệu duệ trí giật mình phải biết chỉ có cảnh giới như hắn mới phát giác được thế giới này dị thường gia hỏa kia làm sao biết cái này không được cái kia cũng không được ngươi đến cùng muốn như thế nào hắn hơi không kiên nhẫn. Tô An nói, chúng ta không nói thể ước, chỉ nói lợi ích, Ví cảnh này cùng nhau đi tới có rất nhiều cơ quan, mỗi cơ quan người cơ hồ đều phải dựa vào ta mới có thể phá giải, bây giờ bất quá mới đi hết phủ đảo thứ nhất, đằng sau còn có hai phủ đảo, cung điện kia hiển nhiên cũng có cơ quan phức tạp, nếu ngươi sớm thương tổn ta, dẫn đến sau cùng không thể mở cơ quan, cùng trường sinh bất lão chỉ thiếu chút nữa lại không cách nào chạm đến, có phải sẽ trở thành sự tình người hối hận nhất đời không? Hắn đương nhiên sẽ không tin đối phương, bất quá tạm thời ổn định là cần làm, hắn cũng muốn đi lên cung điện kia tìm mặt tàng của tần thủy hoàng thu hoạch nửa cuốn sao của hồng mông nguyên thủy kinh đến thời điểm có mị ly trợ giúp có thể tính là bản thủ tác chiến sử dụng các loại bố trí trong cung điện cùng hoàng đế cũng có được đánh một trận triệu duệ trí cười tiểu tử ngươi quả nhiên giỏi biện luận tốt ngươi thành công nói phục ta chỉ cần ngươi có thể giúp ta trường sinh ta sẽ không ra tay với ngươi đã nói là trao đổi ích lợi ta giúp ngươi trường sinh vậy ngươi cho ta cái gì đây tổ an nói triệu duệ trí sầm mặt lại ta không phải đáp ứng thả ngươi một con đường sống sao ngươi còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước cái mạng này của ta so với trường sinh không khỏi quá không có ý nghĩa tổ an bộ dáng chân trần không sợ đi dày ta sẽ không làm mua bán lỗ vốn nếu không mọi người cá chết rách lưới là được lúc này ngay cả hà lệ cũng có chút bội phục gia hỏa này thật trâu bò hoàn toàn là đi ở bên bờ sinh tử nha thực ra hắn cũng muốn bàn điều kiện với hoàng đế nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì thoát ngực bích linh lung cắn chặt bờ môi dù lý trí nói cho nàng lấy chấp niệm trường sinh của hoàng đế chắc chắn sẽ đáp ứng nhưng vẫn không nhịn được lo lắng hơn nữa hiếu kỳ tổ an ở thời điểm này sẽ nhắc tới điều kiện gì thôi được ta hạ một nước ngươi muốn cái gì triệu duệ trí suy nghĩ trước ổn định gia hỏa này để hắn giúp mình được trường sinh về sau sẽ chậm rãi tìm hắn tính sổ tổ an chỉ bích linh lung ta muốn nàng triệu duệ trí nhất thời giận tím mặt người tự tìm cái chết một cỗ khí tức lăng lệ tràn ra thân thể của tổ an lại thẳng tắp đứng tại chỗ không sợ hãi chút nào nhìn hắn một bên hà lệ thật đã vội phục sát đất gia hỏa này quá ngư bức ta cũng muốn quỳ xuống bái hắn trước đó hắn và thái tử phi làm vài việc để hoàng đế tức giận nhưng dù sao cũng ngăn cách hai phủ đảo hoàng đế không qua được hiện tại ở trước mặt đối phương nha lại trực tiếp yêu cầu thái tử phi hắn rất tò mò hoàng đế sẽ đáp lại như thế nào bích linh lung vốn rất lo lắng an nguy của tổ an ai biết đối phương đột nhiên nói như thế khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng gia hỏa này thực là nàng cũng không rõ ràng lúc này mình có tâm thái gì nàng không hiểu tại sao đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy đây không phải đụng vào nghịch lân của hoàng đế sao bất quá lý trí là một chuyện cảm tính là một chuyện khác mà nữ nhân đều nhìn cảm tính đối phương bốc lên phong hiểm lớn như thế cầu thân trái tim nàng phanh phanh nhảy lên chẳng lẽ trong lòng hắn thật quan tâm ta như vậy còn an nguy của tổ an nàng lại không lo lắng bởi vì thân ở hoàng gia nàng quá hiểu tính tình của hoàng đế chỉ cần có thể trường sinh một nữ nhân lại tính được cái gì hơn nữa chỉ là ngoài miệng hứa hẹn một chính trị gia hợp cách tùy thời đều sẽ chuẩn bị lật lọc. Còn bởi vậy dẫn đến hoàng gia hổ thẹn cũng không phải vấn đề lớn, sau khi sự việc xảy ra, diệt khẩu tất cả người là được, như thế sẽ không có người biết hắn đã từng đáp ứng điều kiện khuất nhục như thế. Tổ An bình tĩnh nói, ngươi muốn trường sinh, ta giúp ngươi trường sinh, sau khi trường sinh, ngươi có vô số nữ nhân, cần gì phải chấp nhất một mình nàng, nếu ngươi không nỡ, vậy hiện tại giết chúng ta, chính ngươi theo đuổi trường sinh hư vô mờ mịt kia đi. Sắc mặt của triệu duệ trí âm tình biến ảo, cuối cùng lạnh lùng nói, tốt, điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể giúp ta hắn đã hạ quyết tâm chờ ra hỏa này trợ giúp hắn tiến vào cung điện sẽ nghiền xương nối phương thành cho để tiết mối hận trong lòng thậm chí hắn đã không thèm chậm rãi tra tấn đám người hà lệ đang chờ hoàng đế tháo tổ an thành tám khối không ngờ chờ được lại là đáp án này mặt mũi của hoàng gia thật thấp ngay cả lão bà cũng có thể nhường a à, đây rốt cuộc tính toán là lão bà hay con dâu hoàng thượng quả nhiên đại khí tổ an cười ha ha sau đó xoay người nắm tay bích linh lung về sau ngươi là của ta Bích Linh luôn có chút choáng váng, một màn này thật quá hư ảo, nhưng hết lần này tới lần khác là thật. Nàng đỏ mặt há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Mừng rỡ đáp lại hắn, thiếu nữ rụt rè để nàng làm không được. Thế nhưng nếu nói không được, lại rất dễ dàng thương tổn trái tim của hắn. Thế là nàng cái gì cũng không nói, nhưng im lặng chính là đồng ý nha. Mí mắt của triệu duệ trí co giật, trước giải cơ quan này, bằng không ta lập tức đánh chết các ngươi. Đến từ triệu hạo, điểm nộ khí cộng 766 cộng 766 cộng 766. Tổ An cười ha ha, yên tâm, dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong, hắn chạy tới xoay cây cột một chút, ghi chép lại mỗi cây cột chuyển động, đến cùng là cây nào sẽ chuyển động theo, cụ thể chuyển động mấy nhịp. Sau khi thử hết, hắn ở trên mặt đất viết rất nhiều con số. Triệu Duệ Trí không kiên nhẫn, người đến cùng đang làm cái gì? Tổ An nói, người biết cái gì? Cái này gọi là tuyến tính đại số, là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Tuyến tính đại số? Triệu Duệ Trí nhướng mày, cũng không kịp tức giận, mà nghĩ đây là thần công bí kíp gì? vì sao ta chưa từng nghe thấy đừng nói hắn ngay cả mị ly cũng không hiểu ra sao tuyến tính đại số là thứ gì vì sao tặc không biết chỉ có bích linh lung suy nghĩ mông lung trước kia điều tra tình báo của tổ an tựa hồ hắn là lão sư số học của minh nguyệt học viện hơn nữa trước đó đến quốc lập học viện đi một vòng những lão sư kia ngày thường mắt cao hơn đầu cũng bội phục không thôi xem ra tuyến tính đại số gì kia hẳn là năng lực nào đó của hắn tổ an hỏi triệu duệ trí văn bia bọn họ biết trong miệng lẩm bẩm quyền vân đối thiên môn là miêu tả tình hình trước đó chúng ta lên đảo. Nhưng câu nói phía sau liên quan đến tinh tượng học cổ đại, Tổ An không quá rõ ràng, bất quá may mắn bên cạnh hắn có Baidu rất sống. Hắn vội vàng hỏi thăm Mỹ Ly, lúc này mới đại khái rõ ràng bí mật trong văn bia. Thiên môn thuộc về gốc túc trong nhị thập bát tinh tú, thái dương tự nhiên là chỉ mặt trời, kim quyết trong lịch sử bình thường là chỉ vườn ngựa uyển, mà trong tinh tượng cổ đại, từ vi viên đối ứng chỗ ở của thiên đế. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tinh tượng học cổ đại chia làm tam viên nhị thập bát tinh tú, tam viên là ba chòm sao lớn phổ biến ở trên bầu trời, mỗi chòm sao bao hàm rất nhiều ngôi sao, được xưng là Tử Vi viên, Thái Vi viên, Thiên Thị viên. Sau đó tinh tượng ở xung quanh hóa thành 28 khu vực, xưng là nhị thập bát túc, nhị thập bát túc này mỗi bảy cái làm một tổ, lại có thể căn cứ đông nam tới bắc chia làm tứ tượng là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Nam tinh là chỉ nam đấu tinh, đấu túc trong Bắc phương thất túc, Ngọc Hành hẳn là chỉ bắt đầu thất tinh Ngọc Hành tinh nam tinh luận quanh bắt đầu theo lẽ thường rất khó thực hiện đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hoàng đế tuyệt vọng như vậy chẳng qua hiện nay bàn đá đối ứng tinh không chỉ dùng tư chí của mỗi người đối ứng ở phía trên là được không cần thật dẫn dắt tinh tượng lọng tre thì tím lọng tre là chỉ từ vi viên tán vi tinh tím là chỉ từ vi đế tinh nhà âm mà vào trịnh nhà âm ở thời kỳ thượng cổ chỉ hạ âm mà hạ nhân là hậu đại của hiên viên hẳn là chỉ hiên viên tinh trịnh chỉ thiên thị viên trong trịnh vi tinh có mỹ ly trợ giúp Tổ An rất nhanh phá giải bí mật trong văn bia. Loại cơ quan động một cây trụ sẽ kéo theo mấy cây cột khác cùng một chỗ xoay chuyển, nếu đơn giản, thì thử loạn vẫn rất dễ dàng phá giải, nhưng phức tạp giống như trên văn bia, hiển nhiên tùy tiện thử loạn là không có tác dụng. Bất quá tùy loại cơ quan này huyền diệu, nhưng đối với người trải qua đại học mà nói không khó lắm, chỉ là để ứng dụng của tuyến tính đại số. Hắn xếp trình tự cho mỗi cây cột, trụ thứ nhất chuyển động một cái, ghi chép mấy cây khác đối ứng, giả thiết cây thứ hai không chuyển động là không, Cây thứ ba chuyển động một lần là 1, cây thứ tư chuyển lần 2 là 2. Cứ thế suy ra, sau cùng có thể lập hàng số D1 bằng 1, 0, 1, 2. Sau đó thiết lập cây trụ chuyển động thứ nhất là X một lần, như vậy trạng thái của cây cột sẽ biến thành X1 nhân D1. Sau đó thiết lập cây cột thứ hai chuyển động X2, như vậy trạng thái của cây cột sẽ biến thành X2 nhân D2. Cứ thế suy ra, trạng thái cây cột sau cùng là X1 nhân D1 X2 nhân D2 X3 nhân D3 ba cộng 3 ba chấm bằng B. B là một hàng số xác định. Bởi vì từ văn bia trước đó xác định rõ đồ án nào đối ứng, thì có thể xác định trạng thái cuối cùng của mỗi cây cột. Này tương đương với giải phương trình bậc 1, có thể giải ra x1, x2, x3. Triệu Duệ Trí ở bên cạnh nhìn Tổ An ở trên mặt đất vẽ từng ký hiệu mà hắn chưa bao giờ thấy qua, giống như xem thiên thư, hắn nhịn không được vụng trộm liếc mấy người khác, phát hiện không quản là Bích Linh Lung hay đám người Hà Lệ, trên mặt đều giống như thiểu năng trí tuệ, tâm thái của hắn mới bình tĩnh lại. Cách một hồi, Hà Lệ không nhịn được vụng trộm liếc nhìn hắn, phát hiện triệu duệ trí ở bên cạnh nhìn tổ an không ngừng gật đầu tựa hồ xem hăng say hắn không khỏi vội phục hoàng thượng không hổ là hoàng thượng ngay cả cái này cũng nhìn hiểu cách một hồi tổ an rốt cục đứng lên xong rồi sau đó hắn đi tới bên cạnh thạch trận nhìn đáp án vừa rồi tính toán ra phân biệt xoay cây cột đối ứng vài cái quả nhiên dựa theo trình tự của hắn xoay truyền tất cả đồ án đều xếp thẳng hàng ngay sau đó dưới đáy lại truyền tới tiếng oanh minh hiển nhiên là cơ quan bắt đầu vận chuyển toàn bộ bàn đá nổi lên quang mang ngay sau đó những ánh sáng kia nhanh chóng tăng lên tất cả dạ minh châu lúc trước đều sáng lên một chùm sáng từ trong dạ minh châu truyền ra sau cùng bắn tới một chỗ nào đó trên bàn đá bàn đá kia rõ ràng có chút góc chết nhưng cách một hồi lại không có cái gì phát sinh triệu duệ trí những mày xảy ra chuyện gì hắn không có vội hưng sư vấn tội bởi vì đủ loại dấu hiệu lúc trước cho thấy tổ an phá giải chính xác chẳng lẽ còn thiếu đồ vật gì hắn suy nghĩ hồi lâu lại không có đầu mối liền trực tiếp nhìn về phía tổ an thân là hoàng đế đương nhiên chỉ làm sự tình bản thân có thể làm, sự tình đau đầu thì giao cho thủ hạ suy nghĩ. Tổ An cũng không hiểu ra sao, rõ ràng hết thảy rất thuận lợi, vì sao cái gì cũng không xuất hiện. Lúc này thanh âm của Mỹ Ly bỗng nhiên vang lên, người còn nhớ câu nói sau cùng của tấm bia đá kia không? Người thành quý nhân nhập trung ương. Tổ An bằng niệm câu nói kia, chú ý tới vị trí trùng sáng chiếu xạ có một lỗ khảm hơi hạ xuống, hình dáng lỗ khảm tựa hồ giống như một chiếc gương. Trong lòng hắn hơi động, từ trong ngực móc ra tần vương chiếu đảm kính mà trước đó tìm được, quả nhiên, hình dáng vừa vặn khớp. Trước đó tổ an được gương này, dùng các loại biện pháp nỗ lực kích hoạt nó, đáng tiếc từ đầu đến cuối giống như vật chết, hoàn toàn không có chất động tĩnh nào. Nhưng giờ khắc này, trùng sáng chiếu lên gương, trước đó nó một mực yên lặng nhất thời quang mang đại thịnh, như một mặt trời nhỏ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ thấy một đạo quang mang từ trong mặt kính bắn ra, xông thẳng lên trời. Sau đó sự tình khiến người ta chấn kinh xuất hiện, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng rộng hơn trượng, từ trên tiên đảo thứ ba chậm rãi trải xuống. Đúng, giống như thảm trải dưới đất, cũng không lâu lắm, đạo ánh sáng kia đến tiên đảo thứ hai. Ngay sau đó tiên đảo thứ hai cũng có một đạo hào quang màu vàng nhạt hạ xuống, rất nhanh khảm vào thạch trận, ở giữa hai hòn đảo hình thành cầu ánh sáng trong suốt. Sau khi cầu ánh sáng hình thành, tất cả dạ minh châu chậm rãi ảm đạm, tần vương chiếu đảm kính cũng khôi phục bình thường. Tổ an vội vàng thu hồi nó lại, cái này rõ ràng là bảo vật, hắn không nỡ ném đi. Triệu Duệ trí liếc nhìn, hiển nhiên cũng ý thức được cái gương kia bất phàm, hắn đang muốn thuận tay đoạt đi, lại diệt trừ tổ an bất quá lập tức nghĩ tới đối phương nói hơn nữa kiến thức được bản sự của tội an nghĩ thầm gia hỏa này xác thực giỏi về dài cơ quan trước chờ một chút đằng sau khó tránh khỏi còn có địa phương dùng đến hắn đè xuống sát cơ trong lòng hắn dẫn đầu đi lên cầu ánh sáng mới đầu còn cẩn thận từng ly từng tí có điều rất nhanh phát hiện tuy cầu ánh sáng nhìn trong suốt dọa người nhưng dẫm lên giống như thực địa căn bản sẽ không rơi xuống đây chính là thủ đoạn của tiên gia triệu duệ trí nhìn về vùng cung điện xa xa ánh mắt càng sốt ruột thân hình hóa thành tàn ảnh, rất nhanh đã lên hòn đảo thứ hai. Đám người Hà Lệ thấy thế vội vàng theo sau, dù sao phía trước khả năng có tiên duyên, ai không muốn kiếm một chén canh. Tổ An thì thầm kêu đáng tiếc, vừa rồi hắn nỗ lực đóng cầu ánh sáng, để hoàng đế ngã chết, đáng tiếc mặc kệ là hạt châu cũng tốt, cây cột cũng được, đều như hàn chết, không có cách nào di động. Được rồi, đằng sau lại tìm cơ hội khác. Tổ An mang theo Bích Linh lung đi lên cầu ánh sáng. Bích Linh lung vô cùng chấn động, hưng phấn nhìn ngó bốn phía. Kiếp trước Tổ An ở trong phim điện ảnh và các loại trong trò chơi gặp nhiều cảnh tượng như thế, tự nhiên không có gì mới mẻ. Hắn yên lặng móc ra tần vương chiếu đảm kính, vừa rồi giống như đã được kích hoạt, không biết có công năng gì. Đáng tiếc cầm ở trong tay nghiên cứu nửa ngày, vẫn thường thường không có gì lạ, căn bản nhìn không ra khác nhau chỗ nào. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Tổ An nhớ mày, đang muốn thu hồi tấm gương, bỗng nhiên Bích Linh lung đi tới bên cạnh hắn. Người đang nhìn cái gì? Lúc này Tổ An đang cầm tấm gương, Bích Linh lung vừa vặn đứng ở mặt sau nghi ngờ nhìn hắn tổ an cúi đầu nhìn mặt kính máu mũi không khỏi trào ra bởi vì trong gương một mảnh trắng bóng xương quay xanh tinh xảo đầu vai mượt mà bầu vú căng tròn núm vú đỏ hồng mê người xuống dưới nữa là vùng bùng phẳng lì hạ thân lông đen rậm rạp hai đùi chặt chẽ khép kín để người không cách nào rời mắt lần kia ở bách hoa cung tuy hai người trần chuồng ôm nhau nhưng lúc đó đại đa số thời gian hắn đều bị mê choáng sau khi tỉnh lại phát sinh hết thảy quá đột ngột căn bản không kịp thưởng thức cái gì bích linh lung thấy hắn nhìn tấm gương gần người đồng thời máu mũi chảy ra vội vàng lấy khăn tay lao giúp hắn vẻ mặt khẩn trương và lo lắng ngươi làm sao vậy thụ thương hay trúng độc thế nhưng theo động tác của nàng máu mũi của tổ an phun càng nhiều a à tổ ngươi đừng dọa ta sắc mặt của bích linh lung trắng bệch vội vàng lại gần xem xét bỗng nhiên ánh mắt liếc qua mặt kính trong tay hắn biểu lộ của nàng đầu tiên là mơ mịt sau đó a à một tiếng một tay chăm chú che ngực một tay thì che hạ thân khuôn mặt đỏ bừng vừa thẹn vừa giận nhìn hắn Tổ An rốt cục lấy lại tinh thần, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ta cũng không biết cái đồ chơi này đột nhiên có hiệu quả như vậy. Đừng dùng tấm gương kia soi ta. Trong thanh âm của Bích Linh lung mang theo tiếng khóc nức nở, bản năng rụt rè của thiếu nữ để đầu óc nàng trống rỗng, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Tổ An vội vàng thu tấm gương lại, không kịp phản ứng. Bích Linh lung cắn chặt môi đỏ, mắt nhìn chằm chằm hắn, phảng phất như muốn nhào lên cắn hắn một cái. Tổ An thấp giọng lầu bầu, cũng không phải chưa xem qua. Ngươi nói cái gì? Bích Linh lung nhớ mày. Không có gì, ha ha. Tổ An móc ra tần vương chiếu đảm tính đưa tới. Không bằng cho ngươi xem ta một chút, coi như hòa. Bích Linh lung vốn ủ oán và xấu hổ, muốn hương sư vấn tội, lại bị câu nói này của hán phá phòng, nhịn không được cười khúc khích, có điều nàng lập tức quay đầu đi, ai thèm nhìn ngươi. Thật không nhìn, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có lần sau. Tổ An đưa tấm gương tới lần nữa. Không nhìn. Bích Linh lung có chút bội phục ra hòa này, ra mặt sao có thể dày như vậy, nàng muốn phát tác, lại phát hiện rất khó nổi giận, gia hỏa này thật là khắc tinh của mình a. À. Lúc này tiếng hừ lạnh thăm thẳm truyền đến, hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa, còn không mau tới. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Triệu Duệ Trí đứng ở mép tên đảo thứ hai, lạnh lùng nhìn hai người, ánh mắt phảng phất như muốn nhét hai người vào đồng heo ngâm nước. Bích Linh lung hơi đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tổ An lại thoải mái chặn ở trước mặt nàng, giúp nàng ngăn uy áp của đối phương, đến ngay, thúc cái gì? Nhìn bà vai vững chãi trước mắt, trong lòng bích linh lung ấm áp những năm này đều là nàng ở liệu đông cung thay thái tử ngu ngơ kia che gió che mưa lúc này mới minh bạch cảm giác được người chiếu cố thật tốt hai người một trước một sau đi ở trên cầu ánh sáng bởi vì sự tình vừa rồi bích linh lung có chút xấu hổ cố ý rơi ở sau lưng hắn mấy bước tổ an nhiều lần gọi nàng đi cùng nhưng không có hiệu quả nên chỉ có thể từ bỏ vừa rồi bị ngươi nhìn hết nào có ý tứ nói chuyện với ngươi mị ly nhìn không được nói trước đó cũng không phải chưa xem vì sao nàng còn xấu hổ như thế Tổ An có chút không hiểu. Xem ra ngươi quả nhiên vẫn không hiểu nữ nhân. Mị Ly trợn mắt, lời nói với hắn. Ta cũng không phải cố ý, ai biết tấm gương kia hố như thế. Tổ An tức giận nói. Hố, vậy khóe miệng ngươi ức chế không nổi ý cười là chuyện gì xảy ra. Mị Ly vô tình chọc thùng ý tưởng chân thật của hắn. Tổ An đỏ mặt, lập tức vùng nổi nói. Ai bảo tấm gương của các ngươi có loại công năng này, à, lại nói lúc trước Tần Vương dùng tấm gương này soi ngươi. Mị Ly trực tiếp đánh gãy hắn, hừ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi năm đó cái gương này chiếu là tim gan trong nhân thể xem có dị tâm hay không hiện tại hẳn chưa khôi phục lại thời đỉnh phong không cách nào xuyên qua thân thể chỉ có thể xuyên thấu y phục nói ra thật là chủ nhân như thế nào sẽ có dạng pháp bảo như thế ấy tấm gương này ở trong tay các đời tần vương đều rất nghiêm túc kết quả hết lần này tới lần khác ở trong tay ngươi sẽ biến thành không nghiêm túc như thế tổ an hắn không thể không thừa nhận so sánh với thông qua túi da chiếu tim gan còn không bằng hiện tại chỉ thông qua y phục ân về sau có cơ hội thăng cấp cũng không thể thăng. Chờ chút, không biết tấm gương này chiếu mị ly sẽ soi ra cái gì. Bất quá nghĩ đến về sau rất có thể bị đối phương đánh chết, hắn quả quyết từ bỏ suy nghĩ mê người kia. Cũng không lâu lắm, hai người đi lên phù đảo thứ hai. Triệu Duệ Chí nhìn Bích Linh lung gương mặt đỏ bừng, mí mắt không khỏi giật giật, nàng chưa từng ở trước mặt mình lộ ra vẻ thẹn thùng như thế. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sát ý trong lòng, vừa rồi kiến thức tổ an giải cơ quan, giữ người này còn có tác dụng, đợi tìm được phương pháp trường sinh lại nói tiếp xuống đoàn người đi lên cầu ánh sáng khác, dọc theo con đường này, phong cảnh khác mấy phủ đảo vừa rồi rất lớn, vừa rồi khắp nơi phiêu hương, thế giới xanh biết giạt rào. Tuy phủ đảo thứ hai nhìn bề ngoài cũng có rất nhiều cây cối, nhưng theo xâm nhập, cảnh sắc xung quanh càng ngày càng hoang vu, khắp nơi chỉ là nham thạch trần trụi và cát vàng. Rất nhiều nơi trên mặt đá có vết đỏ, phảng phất như tới máu ngưng kết. Mọi người cẩn thận, nơi này khả năng có nguy hiểm. Vừa rồi kiến thức tổ an biểu diễn, Hà Lệ có cảm giác nguy cơ, ít nhất phải chứng minh giá trị tồn tại của mình mới không dễ dàng bị hoàng đế bỏ qua. người tề vương phủ tay đè ở trên vũ khí, đề phòng nhìn xung quanh, cảm nhận được bầu không khí tức giác xung quanh, bích linh lung vô ý thức dựa vào người tổ an. bất quá bởi vì sự tình vừa rồi, nàng cũng không tiện áp sát quá gần. tổ an nắm tay nàng an ủi, nàng cắn môi, cuối cùng không có thu tay về. linh giác của triệu duệ trí bao phủ bốn phía, tự nhiên rõ ràng động tác của bọn họ sắc mặt càng âm trầm. bất quá nghĩ đến vừa rồi đã giao dịch bích linh lung cho đối phương, lúc này không tiện nói gì phát tác lại không thể trừng trị tổ an ngược lại sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình ở trong lòng mọi người còn không bằng giả vờ không biết đợi sau khi tìm được phương pháp trường sinh sẽ chậm rãi tính sổ sách với đối phương đúng lúc này thám báo dò đường ở phía trước chuyển đến tình báo có tình huống thanh âm của hắn tràn ngập kinh hoàng dường như thấy sự tình gì cực kỳ khủng khiếp mọi người vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy nơi xa đứng rất nhiều nhân ảnh tay mỗi người đều cầm binh khí mấu chốt là còn mơ hồ nhìn thấy kỵ binh chiến xa như một chi quân đội nghiêm trình triệu duệ trí hừ lạnh vội cái gì bất quá tượng đất mà thôi lúc này mọi người mới nhìn rõ những hắc ảnh kia không phải chân nhân mà chỉ là tượng đất bất quá kích thước không khác gì chân nhân hơn nữa những binh khí kia đều là thật thấy cảnh này tổ an lại cảm thấy thân thiết đây không phải tượng binh sao kiếp trước gặp qua ở tây an trong bí cảnh của thế giới này cũng tử chiến qua bây giờ nhìn thấy bộ dáng ngốc manh của chúng ngược lại cảm thấy hết sức đáng yêu đừng hốt hoảng đừng hốt hoảng vừa rồi ta cảm thụ qua đều là vật chết Hà Lệ vội vàng trấn an quân tâm. Đám người tiếp tục lên đường, dù biết rõ là giả, nhưng bởi vì những tượng binh này đứng ở hai bên đường, ánh mắt phảng phất như chuyển động theo bọn hắn tiến lên, cẩn thận kiểm tra thì chỉ là biến hóa trên sắc thái sinh ra quang ảnh mà thôi. Nhưng bị nhiều tượng đất nhìn chằm chằm, mọi người luôn cảm thấy trong lòng có chút run rẩy, cảm thấy vô cùng quỷ dị. Trừ Tổ An gia, thoải mái nhất hẳn là Triệu Duệ Trí, hắn nhìn những tượng binh kia ánh mắt tràn ngập tán thưởng, thầm nghĩ những thứ này là tượng thiên binh thiên tướng sao, quả nhiên khí thế phi phàm lúc này tổ an đang âm thầm giao lưu với mị ly ta lại nghĩ tới lần thứ nhất gặp người mị ly hừ một tiếng lúc trước thật nên một trưởng vỗ chết người nói một nửa bỗng nhiên nàng biến sắc không đúng những tượng binh này không thích hợp cẩn thận đúng lúc này tượng đất vốn không có sức sống bỗng nhiên chém xuống động tác nhanh chóng phối hợp chặt chẽ khiến người ta khó lòng phòng bị may mắn bây giờ tu vi của tổ an không bình thường lại thêm mị ly nhắc nhở hắn vội vàng che chở bích linh lung tránh thoát dù như thế vẫn bị cắt một mảnh góc áo những võ sĩ của tề vương phủ thì không có vận khí tốt như vậy các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên cơ hồ là trong nháy mắt thì có một nửa nhân số bị đau thương kiếm kích đâm đến cả người đầy nỗ thủng mặc dù những võ sĩ tề vương phủ này được tuyển chọn tỉ mỉ nhưng một giây trước hà lệ đã kiểm tra những tượng đất kia lời thề son sắt nói chúng nó chỉ là vật chết đâu ngờ tới chúng lại đột nhiên sống dậy hơn nữa những tượng đất này xuất thủ nhanh chuẩn phối hợp chặt chẽ hoàn toàn giống như một chi quân đội trải qua huấn luyện nghiêm ngặt bọn họ có thể né tránh một đao hai đao lại trốn không thoát trường thương trường kích. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Từng cái trước khi chết đều móng 18 đời tổ tông của Hà Lệ, đều là đồng đội heo này hại người. Nhìn thủ hạ của mình chỉ nháy mắt đã có một nửa bỏ mình tại chỗ, triệu duệ trí giận tím mặt, tự tìm cái chết. Một cỗ uy áp mạnh mẽ tứ tán ra, đồng thời một vệt kim quang xuất hiện, mọi người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, tượng binh ở trong phạm vi vài chục trượng đã vỡ vụn. Gia hỏa này xác thực rất mạnh. Thanh âm của Mỹ Ly vang lên bên tai Tổ An, rõ ràng có thể cảm giác được ngữ khí nàng ngưng trọng. Tổ an cười khổ, cô nãi nãi, bây giờ ngươi mới phản ứng được sao, ta đã sớm ý thức được điểm ấy. Bị ly hừ một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Người tề vương phủ còn lại vội vàng tiến đến bên cạnh triệu duệ trí, mặc dù mọi người đều rõ ràng hoàng đế chưa chắc sẽ buông tha bọn họ, nhưng kia ít nhất là sự tình đằng sau, bây giờ những tượng binh kia đang muốn mạng bọn họ. Còn thi thể đồng bạn, hiện tại ai còn nhớ được, ngay cả sắc mặt của triệu duệ trí cũng ngưng trọng nhìn tượng binh đen kịt ở xa xa duy chỉ có tổ an không thèm để ý tượng binh dù sao mọi người cũng coi như lão bằng hữu hắn nhìn những thi thể tử sĩ kia nhìn không được nghi ngờ hỏi mỹ nhân sư phụ người có cảm giác máu hơi ít không thật có chút ít tựa hồ máu vừa chảy ra đã bị mặt đất hấp thu mị ly nghi ngờ nói mặt đất nơi này khô giáo có hiện tượng như vậy cũng rất bình thường hy vọng là ta suy nghĩ nhiều trong lòng tổ an bịt kín một bóng ma đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng oanh minh mọi người đều biến sắc bởi vì bọn hắn nghe ra đây là tiếng bước chân của quân đội đều nhịp như thế hiển nhiên là đặc thù của cường quân thiết huyết hơn nữa tiếng bước chân loáng thoáng cộng minh với thiên địa chứng minh bọn họ được thiên địa này tán thành dù là triệu duệ trí cũng vô ý thức lui về phía sau hắn lại cường đại nhưng đối phóng một chi quân đội binh chủng đầy đủ cũng được bất tòng tâm đúng lúc này đằng sau tượng binh đen nghịt có mấy phương trận dừng bước xưng cùng lắp tên cơ hồ trong nháy mắt cung tiễn như gió táp mưa rào bắn đến nương theo tiếng xé gió thê lương có thể thấy uy lực của chúng nó lớn đến bao nhiêu triệu duệ trí không dám thất lễ tay nâng qua đỉnh đầu chậm rãi mở ra một lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện bao phủ mọi người ở bên trong tổ an và bích linh luôn còn có tác dụng còn người tề vương phủ về sau tìm kiếm bí cảnh khả năng còn cần những pháo hôi này hắn tạm thời không có ý định từ bỏ đương nhiên hắn không ngốc đến mức liều chết bảo vệ những người này một khi tình thế không đúng hắn sẽ quả quyết thu nhỏ hộ cháo để tiết kiệm công lực những mũi tên kia bán lên hộ cháo đều bật qua hai bên giống như lồng ánh sáng màu vàng này trơn nhẵn âm thanh của mị ly vang lên học tập một chút hắn không phải chính diện đón đỡ những mũi tên kia mà dùng lực lượng nhỏ nhất cải biến phương hướng của mũi tên chuyển chúng nó đến một bên như vậy tiêu hào sẽ nhỏ nhất tu sĩ cấp cao và tu sĩ cấp thấp trừ tu vi tranh lệch vận dụng lực lượng là khác biệt lớn nhất các người bình thường ra tay hơn phân nửa lực lượng đều lãng phí ừm minh bạch tổ an gật đầu dễ dàng minh bạch như vậy mỹ ly hồ nghi vốn muốn mượn cơ hội này chỉ điểm đối phương biểu hiện cảm giác làm sư phụ một chút kết quả đối phương không phối hợp chút nào để cho nàng có cảm giác quyền đánh lên không khí. Đương nhiên, những lý luận này trước kia ta xem tiểu thuyết mạng nhìn không biết bao nhiêu. Tổ An thuận miệng đáp. Mị Ly Ở cùng gia hỏa này lâu như vậy, tự nhiên biết phương thức tư duy của hắn không giống người thế giới này, thường toát ra một số từng ngữ nghe cũng chưa từng nghe qua. N, phải tìm cơ hội hỏi hắn tiểu thuyết mạng là cái gì. Trước đó mưa tên che khuất bầu trời, nhưng đều bị hộ cháo của triệu duệ trí đỡ được, nhìn không chung chỉ còn lại một số cung tiễn thưa thớt, hắn hử lạnh, không gì hơn cái này mị ly âm thầm cười khẽ gia hỏa này cũng là con vịt chết mạnh miệng tổ an không hiểu có ý gì một tu sĩ rất khó đối kháng quân đội bởi vì trong quân đội có vô số tu sĩ còn có trận pháp chuyên môn tăng lên công kích phòng ngự vừa rồi loại thanh thế kia đổi lại đại tông sư tới chỉ sợ lúc này đã bị bán thành con nhím tuy hoàng đế thành công đỡ được nhưng làm sao có thể nhẹ nhàng người không thấy hộ cháo ảm đạm hơn rất nhiều sao tổ an nhìn qua thật đúng là như vậy hơn nữa có mấy chỗ còn ẩn ẩn xuất hiện vết nứt chỉ là mọi người trở về từ cõi chết đều sợ hãi thán phục hoàng đế mạnh mẽ, không ai chú ý tới những chỉ tiết kia. Đúng lúc này, trong trận doanh có một tượng đất to lớn nhảy lên xe ngựa, sau đó kéo cung lớn, mũi tên trong tay lóe ra ánh sáng đen nhánh, như hóa thành tia chớp màu đen, nháy mắt đã bắn lên hộ cháo. Xì xì xì, thanh âm bén nhọn chói tai vang lên, phảng phất như hai miếng kim loại thô ráp ma sát. Chỉ thấy mũi tên đen nhánh điên cuồng xoay tròn, lồng ánh sáng mắt trần có thể thấy lõm vào. Triệu Duệ trí biến sắc, hai tay nắm bắt một đoàn kình khí, chậm rãi trên mũi tên trở về mũi tên rốt cục không chịu nổi phanh trực tiếp đứt thành từng khúc sau đó bị phản chấn đánh thành bột mịn mọi người vừa buông lòng một hơi lại có mũi tên khác gào thét bay đến hơn nữa chuẩn xác bắn vào vị trí lúc trước trong nháy mắt hộ cháo xung quanh đám người tề vương phủ dạn nứt tổ an âm thầm tắc lưỡi tượng binh kia có lai like lịch gì bằng vào bắn tên có thể bức hoàng đế đến nước này mị ly nhìn qua bên kia có chút ngẩn người nghe vậy ánh mắt phức tạp nói đó là vương tiễn người giúp đại tần diệt sáu nước nhất thống thiên hạ Vương Tiễn, Tô An kinh ngạc, hắn làm sao không biết người này uy danh hiển hách, hiện tại hắn ở trạng thái gì, linh hồn thể hay cương thi. Mị Ly lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, dù sao lúc Vương Tiễn còn sống, tu vi không thua Triệu Hạo, có điều hiện tại khí tức của hắn tựa hồi hơi suy yếu. Đúng lúc này, mũi tên thứ ba lại bắn tới, trực tiếp bắn trúng mũi tên thứ hai, mũi tên thứ hai vỡ ra, sau đó mũi tên thứ ba ôm theo uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh tan vòng phòng hộ. Triệu Duệ Trí chắp tay trước ngực, trực tiếp kẹp đạo lưu quang màu đen kia sau đó song trường chấn động, mũi tên gãy thành hai đoạn. Hắn mặt ngoài nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng Tổ An chú ý tới tay áo của hắn hơi run run. Nhìn tên tướng lãnh kia lại muốn phát xạ, ánh mắt của Triệu Duệ Trí lóe lên tinh quang, cả người giống như đạn pháo lao tới, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý bắt giặc phải bắt vô trước, chỉ bị động phòng thủ sẽ bị đối phương mài chết. Dựa theo thưởng thức của giới tu hành, người am hiểu viễn trình sẽ không quá am hiểu cận chiến, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, hắn có lòng tin đánh giết đối phương. Chỉ cần giết chủ tướng, nói không chừng quân đội cổ quái còn lại sẽ thực sụp đổ. nhìn thấy hắn lao tới, rất nhiều tượng binh trực tiếp bày trận bảo hộ ở trước mặt vương tiễn, bọn họ phòng ngự có thể nói kiên cố, đáng tiếc đối diện là một viên thiên thạch. cút! triệu duệ trí hét lớn, xuất thủ không chút lưu tình, cơ hồ là trong nháy mắt, những tượng binh ngăn ở trước mặt hắn đều sụp đổ. tướng lãnh trên xe ngựa dương cung lắp tên lại bắn ra một tiễn, chỉ bất quá hiện tại triệu duệ trí không cần chính diện đón đỡ, lấy thân pháp của hắn muốn bắn chúng còn khó hơn lên trời liên tục bắn ba mũi tên đều thất bại mà hắn đã không kịp bắn mũi tên thứ tư khóe miệng của triệu duệ trí hiện lên nụ cười lạnh lẽo bàn tay bổ tới đỉnh đầu của đối phương ở khoảng cách gần như vậy toàn lực xuất thủ hắn có lòng tin trong mấy chiều giải quyết được đối phương nhưng lúc này không gian bên cạnh hắn bỗng nhiên nứt ra một lưỡi hái đen như một trống rỗng xuất hiện vô thanh vô thức cắt tới cổ hắn tóc gái toàn thân triệu duệ trí dựng đứng trong lòng còi báo động mãnh liệt từ khi hắn thần công đại thành đã bao nhiêu năm chưa từng có loại cảm giác này hắn không lo được đối phó tướng lãnh bán tên, vội vàng xoay tay chặn lại. Kim quang và hắc quang thoáng hiện, chấn ra sóng xung kích mãnh liệt, tượng binh ở xung quanh chống đỡ không nổi, cách gần thì nổ nát, cách xa một chút thì bị chấn ngã trái ngã phải. Triệu Duệ Chí lùi lại hơn 10 trượng, bàn tay có máu tươi nhỏ xuống, đã bao nhiêu năm, đây là lần thứ nhất hắn bị thương, thậm chí hắn đã quên loại cảm giác này. Có điều lúc này hắn không có thời gian để ý vết thương, mà nhìn chăm chằm người thương tổn mình. Chỉ thấy toàn thân đối phương hắc khí lượn lờ, căn bản thấy không rõ dung mạo, bất quá bằng ngoại hình lờ mờ có thể thấy được hắn khoác khải giáp hẳn cũng là một vị tướng quân hắn cầm một thanh trường kích bất quá đầu kích là hình nguyệt nha hơn nữa chiều dài lớn hơn rất nhiều nhìn càng giống như một lưỡi hái càng khiến người ta để ý là toàn thân hắn có tử khí nồng đậm thậm chí ngay cả đám người tổ an ở xa xa cũng ngửi được mùi máu tanh nồng đậm dường như hắn vừa từ trong núi thay biển máu leo ra ngươi là ai triệu duệ trí trầm giọng hỏi có thể gây tổn thương cho ta tuyệt đối không phải hạng người vô danh đáng tiếc đối phương không có đáp lại mà toàn thân bốc lên hắc khí, trực tiếp cua lưỡi hái công tới. Trong lòng Triệu Duệ Chí run lên, không dám có chút chủ quan, vội vàng nhanh đón, nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu, tốc độ vượt qua người khác tưởng tượng, người tề vương phủ căn bản không nhìn thấy động tác của hai người. Cho dù là Tổ An, chừng to mắt cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấy mấy tàn ảnh, hắn nhịn không được hỏi, mỹ nhân sư phụ, mánh nhân kia là ai thế? Vậy mà xém chút một đao chặt đầu hoàng đế xuống, thật quá mạnh. Mỹ Ly lộ ra dị sắc, đại tần, không đúng, hẳn là chiến quốc đệ nhất danh tướng nhân đồ bạch khởi tổ an kinh ngạc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại hắn là bạch khởi đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử trận chiến y khuyết đại phá 240.000 liên quân ngụy hàn phạt sở chi chiến công phá đô thành sở quốc trường bình chi chiến lừa giết 400.000 hàng binh của triệu quốc cả đời giết địch vô số được xưng là nhân đồ ta minh bạch bọn họ là cái gì rồi lúc này ánh mắt của mỹ ly phức tạp nơi này là tây quyền khâu tổ đình của tân triều bên trong không chỉ cung phụng các đời tần vương còn có công thần của tần triều cùng loại với thái miếu vương tiễn bạch khởi hẳn là anh linh trong thái miếu các vương triều đều có công thần các của mình tỷ như kỳ lân các của tây hán vân đài nhị thập bát tướng của đông hán lăng yên các của đồng triều vương triều khác cũng sẽ chọn một số danh thần đưa vào thái miếu hưởng thụ hương hỏa cung phụng cùng các đời đế vương cho nên đối với thần tử mà nói đây là vinh dự lớn lao nhớ năm đó trước khi ung chính chết di si chiếu tương lai trương đình ngọc có thể vào thái miếu cung phụng kết quả trưng đình ngọc vì vinh dự trí cao này mà như dẫm trên băng mỏng sợ đi sai bước nhầm kết quả trước khi chết vẫn bị càn long hủy bỏ tư cách tiến vào thái miếu tổ an nhịn không được hưng phấn nói vậy triệu hạo chẳng phải chết chắc hắn còn nghĩ ở trong bí cảnh tìm phương pháp đối phó hoàng đế kết quả biện pháp tự mình đưa tới cửa mỹ ly lắc đầu nếu như lúc còn sống thực lực của vương tiễn tương đương triệu hạo bạch khởi còn mạnh mẽ hơn nhưng bây giờ bọn họ chỉ có một sợi tàn hồn dựa thiên địa đặc thù này tồn tại thực lực kém xa thời kỳ đỉnh phong nếu muốn giết triệu hạo chỉ sợ khó càng thêm khó quả nhiên nàng vừa dứt lời chiến cục đã có biến hóa triệu duệ trí đánh trúng hắc ảnh hắc khí xung quanh đối phương tản ra hiển nhiên thụ thương không nhẹ triệu duệ trí giữ tợn cười nói mặc kệ ngươi là thứ gì hiện tại chết đi cho ta một quyền khác trực tiếp đập tới đầu đối phương quyền không còn hiện ra kim quang mà biến thành màu vàng óng như toàn bộ nắm tay biến thành hoàng kim đúng lúc này vương tiễn dương cung lắp tên một tiễn vô thanh vô tức bay đến giữa lưng của hắn Triệu Duệ trí lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn không muốn mạo hiểm, xoay người oanh mũi tên thành bột mình. Lúc này Bạch Khởi lại khu lưỡi hái công tới, hai người một cái viễn trình kiềm chế, một cái chính diện nghênh địch, bức Triệu Duệ trí không thể làm gì. Cùng lúc đó, bọn họ còn thỉnh thoảng chỉ huy tượng binh phối hợp công kích, lúc hai người còn sống đều là danh tướng, dù bây giờ chỉ còn tàn hồn, nhưng chỉ huy tác chiến đã khắc vào xương tủy, những tượng binh kia ở dưới bọn họ chỉ huy, phát huy ra uy lực càng tăng lên gấp bội, đến lúc sau bạch khởi không cần thời gian dài chính diện sắp lá cả với triệu duệ trí chỉ thỉnh thoảng dai tay giúp đỡ một chút triệu duệ trí mạnh hơn cũng dần dần bị tượng binh như thủy triều bao phủ trong lòng hắn nổi lên báo động biết nếu tiếp tục chiến đấu nói không chừng hắn sẽ bỏ mạng ở đây thế là quyết định thật nhanh trực tiếp tìm cơ hội lao ra lỗ hồng nhanh chóng biến mất ở phía xa bạch khởi và vương tiễn thấy thế vội vàng mang theo chiến xa và kỵ binh ầm ầm đuổi theo theo lý thuyết chiến xa và tuấn mã bình thường là không có cách nào bắt kịp tốc độ của tu sĩ nhưng chiến xa của bọn họ tốc độ nhanh đến lạ thường, vậy mà có thể đuổi theo triệu tuệ trí. Thấy cảnh này, người tề vương phủ trợn tròn mắt, hà lệ xoa xoa con mắt, không dám tin nói, hoàng thượng, trốn. Có lẽ trong lòng tổ an cảm thụ còn không mạnh, nhưng đối với bọn hắn mà nói, hình tượng hoàng đế cường đại và vô địch đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, trước đó ở trong bí cảnh, đối phương tùy tiện xuất thủ càng nghiệm chứng điểm ấy, nhưng hôm nay lại bị đánh cho chạy trối chết trong lòng bọn họ tựa hồ có đồ vật gì ầm vang sụp đổ bất quá bọn hắn không kịp cảm thán bởi vì truy kích triệu duệ trí là kỵ binh và chiến xa tính cơ động cao lưu tại nơi này còn có càng nhiều bộ binh bọn chúng quay đầu nhìn mọi người sau đó tay cầm binh khí xông lại má ơi mặc dù hà lệ là cửu phẩm đỉnh phong nhưng ở trong bí cảnh tao ngộ mấy lần nguy hiểm dũng khí đã sớm bị đoạt nơi nào còn có ý nghĩ chiến đấu thấy tượng binh xông lại vội vàng co càng bỏ chạy hắn không ngừng tự an ủi mình tuy chưa hẳn chạy nhanh hơn tượng binh nhưng chỉ cần nhanh hơn đồng bạn là được để bọn hắn tranh thủ cho mình chút thời gian nói không chừng mình còn có thể thừa dịp lấy được tiên duyên. Thấy hắn chạy, người khác càng lập tức giải tán, mỗi người tìm phương hướng khác nhau bỏ chạy. Đi! Tổ An cũng kéo Bích Linh lung chạy vội về phía cầu ánh sáng. Bất quá tượng binh ở xung quanh càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã có tử sĩ tề vương phủ bị vây lại, tuy hắn ra sức phản kháng, nhưng yếu không địch lại mạnh, cơ hồ chỉ nháy mắt đã bị loạn đao chém chết. Ngay nơi xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt của Bích Linh lung trắng bệch, khắp nơi đều là tượng binh cổ quái, Bọn họ thật có thể chạy thoát sao? Nửa đường nàng và lần Huy kiếm giao thủ với những tượng binh kia, cảm nhận được thực lực đơn thể của chúng đều không yếu, tu vi lục phẩm của mình có thể đối phó một hai cái, nhưng chúng nó phối hợp quá mật thiết, năm sáu cái chung vào một chỗ, mình chỉ có thể trốn, còn chưa hẳn trốn được. May mắn tốc độ của Tổ An cực nhanh, mang theo nàng đột phá vòng vây. Cách không biết bao lâu, nàng đã nhìn không thấy người Tề Vương phủ kia, tuy trước đó mọi người là địch nhân, nhưng dù sao cũng là nhân loại, hơn nữa hiện tại xem như đồng cảnh ngộ làm sao cũng thân thiết hơn tượng binh nha. Bỗng nhiên sắc mặt của Bích Linh lung trắng bệch, bởi vì nàng nhìn thấy phía trước lại xuất hiện một đội tượng binh, bọn gia hỏa này lại còn biết chiến thuật bọc đánh. Nàng có chút tuyệt vọng, ngay cả hoàng đế vô địch cũng chỉ có thể chạy chối chết, bọn họ làm sao đánh thắng được nhiều tượng binh như vậy. Nàng quyết định chắc chắn, trực tiếp nhìn Tổ An nói, A à, Tổ, ngươi chạy đi, không cần phải để ý đến ta, ta giúp ngươi đoạn hậu, ngươi một mình còn có cơ hội chạy thoát. Tổ An ngoài ý muốn liếc nhìn nàng, ngươi nói ngược hả, chút tu vi ấy của người đoạn hậu cái gì muốn đoạn cũng là ta đoạn nha bích linh lung lắc đầu tu vi của ta quá thấp dù người đoạn hậu ta cũng chạy không xa người thì khác lấy tu vi của ngươi một mình vẫn có cơ hội đào tàu thấy tổ an còn muốn nói nữa bỗng nhiên nàng nhón chân lên hôn hắn một cái bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim a tổ không cần nói cảm ơn ngươi chiếu cố ta cũng đến phiên ta vì ngươi làm vài việc trong khoảng thời gian này tuy trải qua rất nhiều nguy hiểm nhưng trong lòng ta thực rất vui vẻ rất vui vì đời này có thể gặp được ngươi, thời gian không nhiều, ngươi đi mau, đừng để hai chúng ta đều chết ở chỗ này, không có ý nghĩa. mắt thấy những tượng binh kia càng ngày càng gần, bích linh lung thật gấp, không ngừng thúc giục tổ an rời đi. ai nói chúng ta phải chết? thần xác của tổ an cổ quái, sau đó nhìn những tượng binh sát khí bừng bừng kia, vốn muốn lấy thân phận người bình thường cùng các ngươi ở chung, nhưng đổi lấy lại là các ngươi bức bách, được, ta không giả vờ nữa. một tiếng long ngâm vang lên, hắn rút thái a kiếm dơ cao hồng mông nguyên thủy kinh toàn lực vận chuyển tần hoàng ở đây chúng tướng sĩ nghe lệnh bích linh lung kinh ngạc đến ngây người nghĩ thầm hắn lại muốn chơi cái gì nếu như những tượng binh này có thần chí mà nói nghe hắn giả mạo hoàng đế của bọn họ chẳng phải càng muốn giết hắn bất quá sự tình để cho nàng chấn kinh phát sinh những tượng binh kia cùng nhau tiến lên đoạn đao phân thay hai người không có phát sinh mà yên tĩnh nhìn tổ an thậm chí có thể từ trên mặt bọn nó nhìn thấy vẻ nghi hoặc như đang do dự cái gì tổ an cũng có chút bỡ ngỡ Tuy Thái A kiếm là bội kiếm của Tần Vương, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh là công pháp Tần Vương tu luyện, nhưng những tượng binh này chưa chắc có thần trí nhận ra được. Nếu thực không được, thì trực tiếp dùng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tịnh hóa chúng nó là được. Đây cũng là nguyên nhân Tổ An từ đầu đến cuối không có sợ, dù sao cái này cũng không phải lần đầu tiên liên hệ với tượng binh, Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh tầng thứ hai vừa vặn khắc chế sinh vật tử linh. Đúng lúc này, Mị Ly chậm rãi hiện thân, mắt phượng uy nghiêm lạnh lùng nhìn các tượng binh. Những tượng binh kia vốn có chút mê mang, vội kiếm và khí tức của nam tử trước mắt xác thực rất giống tần vương nhưng bộ dạng không giống a à, bọn họ không xác định được có phải ký ức xảy ra vấn đề hay không cho nên mới chần chờ bất quá nhìn thấy hoàng hậu đứng ở bên cạnh hắn chúng lại không hoài nghi ào ào quỳ xuống cung cung kính kính hành lễ tòa an nhìn Mỹ ly lãnh diễm ở bên cạnh tư vị này thật đúng là rất thoải mái hắn lập tức tập trung ý chí hạ lệnh truyền khẩu dụ của trẫm không tức bất cứ giá nào đánh giết bàn tử toàn thân bốc lên ánh sáng màu vàng vừa rồi hắn lo lắng những tượng binh này không biết triệu duệ trí là ai cố ý miêu tả đặc thù ngoại hình của đối phương những tượng binh kia không biết nói chuyện nhưng nghe vậy đều gật đầu lần nữa thì lễ tay cầm binh khí nện bước chỉnh tề đuổi theo triệu duệ trí nhìn những tượng binh tràn ngập sát ý kia thối lui bích linh lung cả kinh đến miệng có thể nhét vào một quả trứng gà người làm sao làm được tổ an ngạo nghễ nói ta nói rồi ta là tần hoàng chuyển thế bất quá một giây sau hắn liền hét thảm nhẹ chút đau 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 mị ly níu lỗ tai của hắn số tiểu tử ngay cả tiện nghi của sư phụ cũng dám chiếm nhìn hai người đùa giỡn bích linh lung kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ nàng sau đó mấy người tiếp tục đi về phía cầu ánh sáng dọc theo con đường này bọn họ không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí trên đường nhiều lần gặp tượng binh nhưng chúng còn phải hành lễ với bọn hắn Hà lệ đang bị truy sát chật vật xa xa nhìn thấy cảnh này cả người hoài nghi nhân sinh vì sao các người chỉ truy ta không truy bọn họ chẳng lẽ bởi vì dáng dấp hắn đẹp trai cứu mạng hắn muốn chạy đến chỗ tổ an nhưng song phương cách quá xa, hắn căn bản không cách nào tới gần, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hốt hoảng chạy trốn. Một bên khác Tổ An và Bích Linh Lung đã thuận lợi đi tới cầu ánh sáng bên cạnh, một đường leo lên tòa thứ ba tiên đào, khoảng cách gần nhìn trước mắt rộng rãi cung điện, Bích Linh Lung nhịn không được cảm thán nói, quả nhiên là chỗ của tiên gia, cung điện này còn hùng vĩ hơn hoàng cung của chúng ta nhiều. Nhìn từ xa chỉ thấy cung điện, bây giờ đi tới nơi này mới phát hiện, dưới cung điện còn có ba bình đài, mỗi bình đài rộng lớn không gì sánh được, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có thể dung vặn người. Giữa các bình đài đều có bậc thang cầm thạch liên tiếp, trên bậc thang trăm cấp chính là cửa cung. Rất lạ sao? Tuy Mị Ly nói vậy, nhưng khóe môi hơi dương lên, hiển nhiên đối phương trong lúc vô tình khen ngợi để cho nàng rất hưởng thụ, mở ra đôi chân dài, trực tiếp đi lên. Biểu lộ của nàng có chút hoảng hốt, bao nhiêu năm trước, nàng cũng đi qua bậc thang tương tự. Tổ An nhịn không được hỏi, "Mỹ nhân sư phụ, người rất quen thuộc cung điện này, làm sao có thể không quen thuộc?" Mị Ly thở dài, đây cơ hồ là dựa theo hàm dương cung xây lại hơn nữa còn có rất nhiều cái bóng của a phòng cung hàm dương cung là cung điện của đại tần về sau tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ lại xây dựng thêm lại tu a phòng cung chỉ tiếc a phòng cung hao phí quá lớn thẳng đến tần thủy hoàng chết cũng chưa xây xong bích linh lung nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm tổ an các ngươi nói tần quốc kia đến cùng là quốc gia nào sao ta chưa từng nghe qua tổ an đáp một quốc gia ở thời kỳ thượng cổ rất nhiều tư liệu lịch sử đã chôn vùi hiện tại người không biết cũng bình thường thượng cổ, hai mắt bích linh lung tỏa sáng. căn cứ nghiên cứu, rất nhiều ví cảnh di tích ở bây giờ đều là di chỉ của thời kỳ thượng cổ. bên trong tràn ngập truyền thừa và kỳ ngộ, dù không có thuốc trường sinh bất lão, cũng sẽ thu hoạch không ít. rất nhanh ba người đi qua bậc thang thật dài, tới trước một cửa cung to lớn. tổ an vốn cho rằng sẽ đụng phải cơ quan gì, bất quá mỹ ly đi qua đầy liền đầy ra. một cỗ không khí ngột ngạt chạm mặt tới, đó là dấu vết năm tháng lắng động. tổ an có chút kỳ quái. à, mặc dù không khí này có chút oi bức nhưng không phải hoàn toàn không có dưỡng khí. Mị Ly nói, cung điện xây dựng xảo diệu, rất nhiều địa phương bí ẩn có cửa thông gió, đương nhiên sẽ không khiến người ta ngạt thở mà chết. Nói xong đi vào, hiển nhiên trở lại trốn cũ để cho tâm tình nàng có chút khuấy động, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xung quanh. Tổ An và Bích Linh lung cũng đi theo vào, bỗng nhiên hai người cảm thấy một cỗ lực lượng truyền đến, trực tiếp bị hút tới trên cửa chính. Trong nháy mắt Tổ An kịp phản ứng, lập tức từ trên cửa chính tránh thoát xuống, đồng thời kéo Bích Linh lung ra. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng cơ quan gì cũng không có. Nhưng dù như thế, hai người vẫn không ngừng cảm giác được trên cửa truyền đến lực hút. Mị Ly cười cười, không cần khẩn trương, chủ yếu là do đại môn này dùng nam châm làm thành, năm đó bởi vì tần hoàng thường bị ám sát, cho nên cố ý lấy nam châm to lớn chế tạo cửa cung, thần tử mang đầu sắt đi qua cửa cung đều sẽ xuất hiện dịch thường. Tổ An nghĩ thầm thì ra là thế, bội kiếm pháp khí trên người hắn và Bích Linh luôn có không ít đồ sắt, cho nên mới sẽ bị hút. Hắn nhịn không được đậu đen rau muốn nói, Tần Hoàng thật không có cảm giác an toàn, dùng chứa đầm kính kiểm tra dị tâm của thần tử, lại động tay chân ở trên cửa. Mị Ly thở dài. Lúc trước các nước phân tranh, vì thắng lợi, các quốc gia không từ thủ đoạn nào, hắn tự nhiên cũng phải phòng bị. Thời điểm nói chuyện, ba người đã vào cửa cung, một đường đi tới chính điện. Bên trong vàng son lộng lẫy, trên đài cao còn có một long ỉ kim quang lóng lánh. Mị Ly đi ra phía trước, ngón tay vuốt về long ỉ, ánh mắt nhìn về phía rèm che đằng sau. Năm đó mỗi khi có ngày lễ lớn, ta sẽ ngồi ở đằng sau. Nghe nàng nói. Bích Linh lung giật mình, chẳng lẽ nữ nhân này là nhân vật thời kỳ thượng cổ, sao nàng có thể sống lâu như thế, chẳng lẽ trên đời thật có thuốc trường sinh bất lão. Trong lòng Tổ An lại bực bội, luôn cảm thấy Mỹ Linh nhớ lại quá khứ để hắn có chút khó chịu. Có điều rất nhanh hắn tự giễu cười một tiếng, gần hương lòng thấp thỏm là nhân chi thường tình, mình ăn sớm cái gì chứ. Đúng lúc này, tiếng cười ha ha truyền đến, cuối cùng vẫn để ta tiến đến cung điện này. Tổ An biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Duệ Trí đã đứng ở cửa đại điện, bất quá hiện tại tình huống của hắn không tốt lắm toàn thân đều là vết máu trước ngực cũng có vết thương khổng lồ phía trên còn ẩn ẩn bốc lên hắc khí không cần hỏi cũng biết là bị lưỡi hái của bạch khởi gây thương tích khí tức của hắn cũng không ổn định bên cạnh hắn còn có hà lệ và ba tử sĩ tề vương phủ trên người bọn họ đều bị thương còn chật vật hơn triệu duệ trí rất nhiều cung điện của tiên cung và đế vương nhân gian cũng không có gì khác biệt nha triệu duệ trí nhớ mày tuy khí thế nơi này càng thêm rộng rãi nhưng không có nhảy ra phạm chủ nhân gian để hắn có chút thất vọng Tô An hỏi, sao chỉ có mấy người các người, người khác đâu? Trong lòng hắn thất vọng, vừa rồi lệnh những tượng binh kia không tiếc bất cứ giá nào đánh giết triệu duệ trí, xem ra là không thành công. Đều chết, vì những quái vật kia giết chết. Hà lệ nhịn không được nhìn triệu duệ trí, trước đó bọn họ đều trốn về phía cầu ánh sáng, sau đó cơ duyên xảo hợp cùng tiến tới, vốn nhìn thấy hoàng đế bọn họ còn cảm thấy có núi dự lớn. Ai biết ra hỏa này trực tiếp bắt một số người ném ra làm bia đỡ đạn ngăn chặn hai tướng quân khủng bố, lúc này mới thuận lợi trốn về phía cầu ánh sáng trên người những tượng đất kia tựa hồ có cấm chế gì ngừng bước ở trước cầu ánh sáng không tiến không cách nào đuổi theo bọn họ mới miễn cưỡng đào thoát một mạng mặc dù biết mục đích hoàng đế lưu tính mạng của bọn họ nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy vẫn làm trái tim băng giá đáng tiếc trong lòng lại nhiều oán niệm cũng không dám biểu lộ ra bây giờ chỉ cầu sống lâu một khắc tính một khắc lúc này triệu duệ trí có chút điên cuồng cười rộ lên nào có tiên cung gì nào có trường sinh bất lão gì kết hợp tất cả kiến thức trên đường cái này nói rõ là lang tầm của một vị đế vương nào đó nếu là lăng tầm thì làm sao có thể có thuốc trường sinh bất lão hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tổ an đã không có thuốc trường sinh bất lão người cũng không có giá trị tồn tại chết đi khuôn mặt của bích linh lung trắng xám có điều nàng vẫn nắm chặt bội kiếm trước kia hoàng đế ở trong lòng nàng là biểu tượng vô địch căn bản không dám có tâm phản kháng nhưng trong khoảng thời gian này ở cùng tổ an bị hắn ảnh hưởng nàng dần dần phát hiện tựa hồ hoàng đế không có đáng sợ như vậy cũng sẽ tức giận cũng sẽ nổi trận lôi đình lại bất lực cũng sẽ bị thương đầu máu lúc này nàng mới phản ứng được, hoàng đế cũng chỉ là người, nàng nghĩ thầm không biết tổ an làm sao ngăn cản đối phương, nhưng khẳng định là sẽ không sợ. Tổ an không để cho nàng thất vọng, cầm thái A kiếm có chút nóng lòng muốn thử, bây giờ ngươi cũng bị trọng thương, trạng thái chỉ sợ ngay cả một nửa bình thường cũng không có nha. Triệu duệ trí hừ lạnh, không tệ, rất có dũng khí, bất quá dù ta chỉ còn một nửa thực lực, muốn giết người cũng dễ như trở bàn tay. Lúc này bỗng nhiên hắn nhướng mày, nữ tử váy đỏ phía sau ngươi là ai, chẳng lẽ là tin tử của tên cung vốn hắn nghĩ nơi này chỉ là cung điện của đế vương nhân gian, còn rất thất vọng, nhưng vừa nhìn thấy Mỹ Ly, hắn dao động. Đối phương xinh đẹp cao quý, đặc biệt là ánh mắt nhìn thương sinh như không có gì, rất hợp khẩu vị của hắn, ánh mắt hắn thoáng cái nóng bồng, đây mới là người có tư cách làm hoàng hậu của hắn nhất. Mặc kệ nàng có phải tiên nữ hay không, mình nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được nàng. Lúc này Mỹ Ly khẽ cười, thôi được, để tình ngươi biết nói chuyện như thế, hôm nay trước hết tha cho ngươi một mạng. Nói xong nàng hơi vặn đầu rồng của Long ỉ, mặt đất bỗng nhiên mở ra, ba người ở phụ cận trực tiếp rơi xuống. Triệu Duệ Chí kinh hãi, thân hình lóe lên bổ nhào tới trước, nhưng mặt đất đã khép lại lần nữa. Hắn vội vàng vỗ xuống một trường, lấy trường lực của hắn, đừng nói một sàn nhà, ngay cả một ngọn núi cũng không chịu được một kích toàn lực. Đáng tiếc một kích toàn lực của hắn đánh xuống, mặt đất lưu chuyển oánh quang, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình bị sàn nhà phân tán ra bốn phía, sau đó cả cung điện đều ong ong. A, hắn nhất thời ý thức được cung điện này đã thông qua các loại phù văn trận pháp thành trình thể, cho nên muốn thông qua bạo lực đánh vỡ cơ quan gần như không có khả năng. Đồng thời hắn càng thêm cẩn thận, cái này tuyệt đối không phải cung điện bình thường, bằng không dù thành trình thể, hắn muốn phá hủy không khó, nhưng vừa rồi một trường kiếm ngay cả dấu ấn cũng không lưu lại. Hắn học động tác của Mỹ Ly vừa rồi, gầy đầu rồng, đáng tiếc căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Sắc mặt hắn trầm xuống, phất ống tay áo ra hiệu đám người Hà Lệ tìm cơ quan, nhất định phải tìm ra tổ an. Đồng thời hắn càng sầu lo là một chuyện khác, khí tức trên người nữ tử vái đỏ kia rất kỳ quái thực không giống như người sống, chẳng lẽ là người của tên cung. Nếu Tổ An được nàng tán thành, sớm một bước tìm ra thuốc trường sinh bất lão mà nói, vậy thì phiền phức. Tuy lý trí của hắn phán đoán, nơi này có thuốc trường sinh bất lão xác suất không lớn, nhưng dù xác suất lại nhỏ, hắn cũng không thể để người khác có cơ hội trường sinh bất lão. Thời điểm bọn hắn hùng hùng hổ hổ tìm cơ quan, đám người Tổ An đã lướt qua một mật đạo thật dài, sau đó xuất hiện ở trong một gian phòng hoàn toàn mới. Mỹ Ly đi đến bên cạnh vách tường, vạn đồ vật giống như chui đèn, sau đó trong phòng nhất thời sáng lên. Vừa rồi ngươi nói ngưu bức hống hống, kết quả đào mắt liền chạy, thật mất mặt. Tổ an nhịn không được đậu đen rau muống. Bị Ly đáp, còn không phải vì tốt cho ngươi, tuy đối phương bị thương không nhẹ, nhưng không phải ngươi có thể đối phó, tuy ta có thể đối phó hắn, nhưng như vậy lực lượng linh hồn tiêu hao quá lớn, thật đánh nhau, tương phi hồng lệ ta vất vả đè xuống hơn phân nửa sẽ bạo phát, cho nên cần gì đánh với hắn. Bích Linh lung nghe mà trợn cả mắt, nghe khẩu khí nàng có thể thắng được hoàng đế, chỉ bởi vì hao tổn quá lớn mới không muốn xuất thủ, nàng thật lợi hại như vậy. Ha ha, sư phụ anh Minh, a đây là dạ Minh Châu. Tổ An nhìn hạt châu phát ra ánh sáng trên vách tường, có chút trông mà thèm, đi qua thử cậy chúng nó xuống, lại bị Mỹ Ly ngăn cản. Ở trong không gian kín, dùng dầu tháp không tiện, tự nhiên là dạ Minh Châu tốt nhất. Mỹ Ly vừa giải thích, vừa chậm rãi đi lên phía trước. Tổ An vội vàng theo sau, người quen thuộc cơ quan ở nơi này như vậy. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.